mấy chị. Giờ xem live về với em nha mấy chị ạ. Hát lên. Chơi khen nha. Hello chị Hà Thanh, chào chị Thế Anh. Chào chị Bánh Kem Tuyết Trinh nè. Mấy chị giờ xem live đi mấy chị ạ. Bữa trưa mà mấy chị thấy mà em lên live là mấy chị biết hôm nay chị ngớt một ngày rồi đó mấy chị. Hello chị Anh Đạt Hờ, chào chị Phạm Hân Cà Chua nha. Chào chị Lê Kỳ Quân ạ. Giờ xem live chia sẻ cho em nha. Hôm nay có cái lô phụ nữ này xinh xinh nè mấy chị ạ. Giờ xem live chia sẻ cho em đi. Hello chào chị Lan Võ, chào chị Hà Thanh ạ. Em chào chị Loan Trần nha. Vô xem live đông đông giúp em đi mấy chị ạ. Em chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ nha. Vô xem live chia sẻ cho em đi. Hôm nay em phải được cái lô phụ nữ này cho mấy chị nào xịn lắm nha. Em cảm ơn chị Tuyết Dương nhiều nha. Hello mấy chị, vô xem live chia sẻ cho em đi. Chấm chấm đi. Kéo view cao cao đi mấy chị ạ. Bây giờ mà tặng mấy chị không, bây giờ em chưa biết em tặng cho mấy chị cái gì luôn nè. Mấy chị vô xem live đông đông đi, mấy chị muốn em tặng gì cho mấy chị giờ. Vô xem live đông đông giùm em nha. Chào chị Tiến Tây, chào chị Nguyễn Anh Nhan. Hôm nay có mấy cái dòng mà có được cái lô phụ nữ hoài đẹp lắm mấy chị. Chào anh Huy Quốc nha. Chào chị Đầu Tiên, chào anh Nguyễn Văn Tạo. Vô xem live chia sẻ cho em đi, kéo lượt view cao đông đông lên giùm em đi. Chào chị Mỹ Châu Trần, mấy chị vô xem live đông đông giùm em nha. Chấm 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 chấm. Kéo view lên trăm mấy đi mấy chị ạ. Kéo lên trăm mấy đi, chào chị Phú Hoa. Đúng rồi đó chị Thúy Hằng. Chị mà thấy em lên live là chị biết hôm nay chị ngớt một ngày rồi đấy. Live trưa à, em live là mấy chị biết chị ngớt một ngày rồi đó. Mấy chị kéo view lên trăm hai giúp em đi. Trăm hai giúp em đi, em tặng cho mấy chị cái hồ điệp vàng đồng được không? 120 đi. Kéo view lên đông đông đi, em tặng cho cái hồ điệp vàng đồng nè mấy chị ạ. Tặng cho mình cái hồ điệp vàng đồng nha. Tặng cái xịn xịn cho. Rồi em lên vũ nữ cho mấy chị. Vũ nữ hôm nay xịn lắm nha. Để giá yêu thương luôn. Tặng hồ điệp. Ok chị Tiết Dương. Em tặng cho mấy chị cái hồ điệp vàng đồng nha. Ok không? Kéo view lên giúp em đi. Mấy chị vô đông đông đi. Em chào chị Lan Võ nha. Em chào chị Bảo Trân. Chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ nha. Vô xem live chia sẻ cho em nha mấy chị ạ. Vô xem live chia sẻ cho em nha. Chào chị Nắng Tháng Mai. Tặng gì cũng được hả? Mấy chị muốn tặng gì cũng được đúng không? Ok, vậy em tặng cho mấy chị cái hồ đẹp nha. Tặng cho mấy chị cái hồ đẹp nè. Tặng cái hồ đẹp vàng đồng nha. Vô xem live chia sẻ cho em đi. Nãy em thấy được chín mấy chị đi đâu mất tiêu rồi. Cái hồ điệp vàng đồng vui vẻ đầu like nha. Nhớ là chia sẻ cho em nha. Tặng lên rô mà. Thôi giờ quyết định rồi. Tặng cho mấy chị cái hồ điệp này đi nha. Tặng cho mình cái hồ điệp này vui vẻ đầu like à. Hết nhớ lại xem like chia sẻ cho em nha. Em có được cái lô phụ nữ này đẹp lắm nào. Em có được cái lô phụ nữ này về cho mấy chị được ít thôi. Được ít không có nhiều nha. Đi là đi cặp giúp em nha. Nếu mà anh chị nào có chốt phụ nữ là đi cặp giùm em nha. Đi cặp là giá yêu thương đó. Em chào chị Huỳnh Cúc. Chấm chấm đi mấy chị. Chào chị Lan Lu. Chào chị Băng Mai Nắng nha. Nhớ là vô xem livestream, chia sẻ livestream cho em nha. Em có được cái dòng vũ nữ này đem cho mấy chị. Vũ nữ đẹp nha. Đi một cặp giùm em không đi lẻ nha. Nếu mà anh chị nào có chốt vũ nữ hoàng hậu thì đi một cặp giùm em không đi lẻ. Nè, mấy chị nhớ chia sẻ giùm em nha. Khủng long hả? Dạ chưa có khủng long. Chưa có khủng long về.
khoảng vài hôm nữa anh. Chờ chị Nguyễn Yến tầm khoảng vài hôm nữa. Kệ còn có mấy kệ 120 kìa mấy chị ạ. Cập nhật áo qua game liền cho mình nha. Ok mấy chị. Dạ anh Khang, Hồi Đẹp Khủng Long chưa có về. Hồi Đẹp Khủng Long là chưa có về nha. Đây để cập áo qua game cho mấy chị nè. Em thấy rồi, trăm mấy rồi kìa mấy chị. Rồi em tặng cây Hồ Đẹp xong là em lên cho mấy chị cái cây Lô Vũ Nữ Hoàng Hậu cho mấy chị. Vũ Nữ Hoàng Hậu là cây hôm nay là về là xịn xịn cho mình nha. Cây là xịn xịn đấy. Do xem livestream chia sẻ cho em nha mấy chị. Mấy chị mà thấy em lên buổi trưa là mấy chị biết đó. Chị Yến hôm nay là có công việc bận nên chị Yến có một ngày rồi đó. Nhớ là vô chia sẻ livestream cho em đi. Đợi một cái nè. Đây quay game tặng quà cho mình nha. Quà game là xịn xịn cho mấy chị. Vui vẻ lại xem live chia sẻ cho em nha. Đây quay game nha mấy chị. Được 230 mấy lượt chia sẻ của mấy chị. Em cảm ơn. Cảm ơn mấy chị nhiều lắm. Vũ Nữ Hoàng Hậu này về cho mấy chị, cây là cực kỳ xịn. Nhớ gửi lại xem livestream nha. Vũ Nữ hôm nay là giá nó rất là hời, không có đắt đâu mấy chị ạ. Em cảm ơn chị Lan Võ nha. Hôm nay đổi gu vận đồ mấy chị ạ. Ngại. Cho xem livestream chia sẻ cho em nha. Hôm nay bán cho mấy chị nhiều cái dòng đẹp không à. Có dòng sưu tầm nữa mấy chị, nhớ lại xem live nha. Em được còn được một ít nắng sưu tầm cho mấy chị nữa nè. Một xíu em lên cho. Do xem livestream chia sẻ cho em nha. Anh cảm ơn ạ. Giờ tặng quà cho mình cây Hồ Đẹp Vàng Đồng về chơi nha. Thủy Sơn ạ. À. 2 cho chị Thủy Sơn nha. 3 cho chị Thủy Sơn ạ. À. 4 cho chị Thủy Sơn. 5 cho chị Thủy Sơn có nè mấy chị ạ. À. Comment nhiều nhiều lên em nha chị ơi. Chị đẹp, comment nhiều nhiều lên em nha chị đẹp. Có chị Thủy Sơn nè à, để em kiểm tra cho. Thủy Sơn có nha, comment nhiều nhiều với em nha chị. Đang kiểm tra. Chị comment chấm 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 nhiều nhiều lên giùm em á. Chị mà trúng game á, comment đã nhiều nhiều lên giùm em cho nó hiện comment lên bài này em chấm cho em kiểm tra cho mình nha. Rồi để em kiểm tra. Chưa thấy comment của chị nhảy lên nữa nè. Khai 8 phút trước nha. Hình quả đất hợp lại. Em tặng cho chị Thủy Sơn một cây nha. Cây em tặng cho mình là cái cây này nè. Nè mấy chị. Trời ơi, hôm nay Sài Gòn mưa nữa rồi mấy chị ạ. À. Em tặng cho mình cây này nha. Ok em thấy chị rồi nha. Em cảm ơn chị đẹp. Mấy chị, em về cho mấy chị được cái dòng lan này nè. Nó là lan Vũ Nữ. Vũ Nữ Hoàng Hậu nha. Mấy chị cũng biết là mặt hoa của cây Vũ
tay của nó rất là dài luôn mấy chị ạ. Nói chung vũ nữ hoàng hậu hôm nay về cho mấy chị, đây là cây xịn nha, đây là cây đẹp, chồng là chồng to như thế này cho mình, mà để giá là giá yêu thương nha. Giá này rất là hời, không có đắt đâu mấy chị ạ. Giá rất là hời, không có đắt nha. Nói chung là nó là cái dòng lan mà yêu cầu là cho mình là cái ánh sáng ở mức độ trung bình, tốt nhất là để cây nó ở nơi thoáng mát mấy chị ạ, để nơi thoáng mát. Nói chung là không quá gay gắt, không để nắng trực tiếp cho mình. Cây như thế này cho mình, cây rất là lực mấy chị ạ, cây rất là lực khỏe nha. Cây này rất là lực và khỏe cho mình. Em mất tiêu rồi. Nè mấy chị, cái kích thước bông của nó rất là dài. Em cho mấy chị xem cái mặt hoa của cây lan hoàng hậu nè mấy chị. Mặt hoa của hoa vũ nữ hoàng hậu này rất là xịn. Cây này á, anh chị nào mà lấy lẻ thì em để cho mấy chị giá là 120.000 một cây lẻ, còn đi một cặp á là 220 nha, thì tính ra là 101 một cây. Em cho mấy chị coi cái lan hoa vũ nữ hoàng hậu nè. Vũ nữ hoàng hậu á là mặt hoa của nó rất là đẹp, màu xanh rất là xịn mấy chị ạ. Cái vòi phát hoa của nó rất là đẹp, dài nha mấy chị ạ, dài nha. Phụ nữ hoàng hậu cho mình một chậu hả, nói chung là một chậu là, nói chung là mấy chị một cây này mấy chị nên đi giùm em một cặp đi, đi một cặp giùm em đi. Vũ nữ hoàng hậu, vũ nữ hoàng hậu là phơm bông của nó là cực kỳ xịn mấy chị ạ. Một vòi, một cây nó có thể đi cho mình là tầm từ 5-6 vòi hoa nha. Một vòi hoa của nó là chùm chùm rất là đẹp, mặt hoa là màu xanh, màu xanh tông vàng vàng mấy chị ạ. Xịn lắm, em cho mấy chị coi mặt bông nè. Mấy chị ở lại xem livestream chia sẻ giùm em nha. Cái vòi phát hoa của nó là cực kỳ xịn cho mấy chị. Nè, đây là khi mà mình về mình ra cái chậu mà rất mong muốn mấy chị. Mình ra cái chậu rất mong muốn mà chậu to đấy. Một vòi, một cây của nó phát hoa như thế này cho mình nè mấy chị ạ. Đây. Em cho mấy chị coi. Vũ nữ hoàng hậu một vòi hoa là đi chùm chùm rất là xịn luôn. Nè mấy chị ạ, đây là mặt hoa của cây vũ nữ hoàng hậu nha. Hoàng hậu cái giống này, cái giống này nó rất là đắt mấy chị. Nói chung là cây này hôm nay em để cho mấy chị đi một cây á là 120.000, còn đi một cặp là 220.000. Mà em có thể mấy chị cứ đi một cặp giùm em đi. Một cây này á mấy chị, cây nó rất là lực khỏe, lực cho mình nha, cây lực cho mình. Một cặp này là có 220.000 à, một cặp là 220 nha. Mà cái giống hoàng hậu xanh này là nó đắt cho mấy chị. Cây rất là khỏe, thân thủ như thế này, một tép như thế này mấy chị à. Ở trong hội mấy chị, cây như thế này bán cho mấy chị nhiêu? Để cho mấy chị cây này 120.000 lẻ. Trong hội là để cho mấy chị một cây như thế này là 140, 150 một cây. Mà đi cho mấy chị là một cặp. Hôm nay để cho mấy chị là một cặp. Cặp này là 220.000, một cặp vũ nữ này là 220.000. Em cảm ơn chị Trúc Vân nha. Hôm nay là chơi bánh bèo xíu mấy chị ạ. Nè mấy chị, cây vũ nữ cho mấy chị, nó là vũ nữ hoàng hậu nha. Mặt bông của vũ nữ hoàng hậu là bao đẹp. Để em cho mấy chị, để em cho mấy chị để kiếm cái tấm hình này nè. Cái tấm hình này nó rất là đẹp mấy chị ạ, mà nó hơi bị mờ bông một xíu nên là rồi mấy chị. Cái giống này rất là đẹp nha, cái giống lan nó rất là xịn, mà cái cây, một cây nó phát vòi hoa rất là dài, vòi hoa nó là siêu dài cho mấy chị luôn, vòi hoa là siêu dài nha. Mấy chị em cho mấy chị coi cái mặt hoa, một cây là siêu vòi luôn cho mấy chị nè. Chị nhớ xem like chia sẻ cho em nha mấy chị à. Nè, đây nè mấy chị, cái vòi hoa của vũ nữ hoàng hậu nè. Đây là chậu nhỏ đó mấy chị. Cái chậu như thế này mà ra cái chậu thiết kế cho mấy chị là cái chậu mà chậu phi lớn. Em để cho mấy chị 1,5 triệu một chậu đấy. Cái vòi hoa của nó rất đẹp. Em cũng có chậu lớn đấy mà hôm nay em có chậu nhỏ như thế này cho mình nè. Mấy chị bây giờ không lấy chậu lớn thì mình lấy cái chậu nhỏ đi. Chậu nhỏ như thế này để cho mấy chị có 120.000.
120.000 đi lẻ nha. Còn đi một cặp á, một cặp thì em để cho mấy chị á là 220.000. Mà cây là lùm xà lùm nha mấy chị. Cây là lùm xà lùm, vòi hoa rất là dài và đẹp, phơm bông màu xanh. Mấy chị về mấy chị ra chậu như thế này nè mấy chị. Mình về mình ra chậu như thế này mình chơi. Mấy chị xinh hơn hả? Cảm ơn mấy chị ạ. Nè, cây xịn không mấy chị? Cây rất là khỏe nha. Nói chung là cái dòng Vũ Nữ Hoàng Hậu này mấy chị, nó là nó ưa ánh sáng, nó thích ở khí hậu là trung bình cho mấy chị. Nó không có, mấy chị đừng có để, nói chung là đừng có nóng quá, cũng đừng có mát quá. Nhưng mà mình nó nằm ở khí hậu là trung bình, vừa vừa là ok. Cái vòi hoa là siêu dài cho mình, cây là lực khỏe cho mấy chị nha. Cây như thế này để cho mình á, một cặp 220.000. Em có được ít, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Nó là Vũ Nữ Hoàng Hậu. Vũ Nữ Hoàng Hậu, cái phân hoa của nó là màu xanh. Cái chậu như thế này để cho mấy chị 120.000. Mà đi cái chậu thiết kế ra, cái chậu thiết kế mà chậu to đấy mấy chị, mình có được một cái vòi hoa dài đấy, 1.500.000. Chậu như thế là 1.500.000 nha. Cây này nhìn như thế này là bao xịn cho mấy chị nè. Em có được ghét à? Anh chị nào có chốt Vũ Nữ thì chốt giùm em nha. Vũ Nữ Hoàng Hậu cho mấy chị. Vũ Nữ Hoàng Hậu đi lẻ là 120.000, còn đi một cặp là 220.000. Ok cho chị Hồng Dương một cây. Chị nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Đơn của bên em là từ 200.000 trở lên mới đi đơn. Em chốt cho mình một cây. Con quay game vừa đó cô Lan Nguyễn. Nè, mấy chị nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Cây là lực cho mấy chị nè, khỏe cho mấy chị, lùm lùm, lá là mướt mát đẹp đẽ cho mấy chị nha. Khi mà nó ra hoa cho mình. Bây giờ em bán là bán hàng lá cho mấy chị. Nhưng mà mình mua về đi mấy chị. Cái này là nói chung là cũng bán cái tuổi làm bông cho mấy chị rồi, từ từ mấy chị ạ. Một cặp này á là 220.000 nha. Một cặp là 220 thôi. Phơm bông là cực kỳ đẹp cho mấy chị. Cái vòi hoa của nó rất là dài. Em có cái chậu lớn hồi trước á mấy chị. Cái chậu lớn hồi trước á, cái chậu lớn nó là 1.500.000. Một lớn mà 1.500.000 một cây. Còn nắng thái không em hả? Nắng thái hả? Để coi em còn không, còn em lên cho. Chốt cho chị Thi Thi một cây nè. Cho chị Thi Thi. Mấy chị, nắng thái em không có chốt lẹ. Nắng thái là đi giùm em một cặp nha. Một cặp là 180.000 á, không có đi lẻ. Nắng thái là nó nhập siêu hoa đúng không? Không có đi lẻ. Đi là đi giúp em một cặp. Mấy chị Vũ Nữ Hoàng Hậu này là xịn lắm. Này là chậu ra chậu. Cái chậu này như thế này cho mấy chị mà mấy chị về mấy chị vô hai chậu mà vô trong đây. Vô một cái chậu phi lớn á. Vô mà chậu phi lớn á mấy chị là nó sẽ ra một cái chậu thiết kế là chậu khủng, mà khi nó phát vòi hoa là một vòi nó rất là đẹp nha. Chốt cho chị Búp Bi Vỏ một cây Vũ Nữ Hoàng Hậu. Chị Búp Bi Vỏ đi đơn riêng giùm em nha, không có đi chung nha. Cho chị Búp Bi Vỏ một cây nè. Mấy chị nhớ là xem like chia sẻ cho em nha. Vũ Nữ Hoàng Hậu này cái phong bông nó là cực kỳ đẹp mấy chị à. Đếm cho mấy chị coi lại phong hoa của nó nè. Cái dòng này phép hoa rất là đẹp. Mặt hoa của nó là tông màu xanh, vòi hoa dài cho mấy chị. Rất là đẹp luôn. Búp Bi Vỏ. Cái này nó có thể xỏ ra được cái mặt bông mà bạn đốm cho mấy chị nữa đấy. Dòng dendro mấy chị ạ. Nó khác với những cái thằng dendro khác là cái kích thước của nó lớn, cái chuỗi vòi hoa nó dài, phát bông nó rất là đẹp. Cái phát bông của nó là đi theo chùm mấy chị. Đây, một cây như thế này, một cây như Vũ Nữ Hoàng Hậu nó có thể đi cho mấy chị lần 4 5 vòi hoa là chuyện bình thường nha mấy chị ạ. 4 5 vòi hoa, cái cách phát bông của nó là cực kỳ xịn, một vòi hoa mà chuỗi hoa nó dài như thế này cho mình, cái tông của nó là màu tông xanh nha. Này là Vũ Nữ Hoàng Hậu cho mấy chị. Đi lẻ là 120.000 giùm em. Đi một cặp là 220. Bớt cho mấy chị 10.000 trên mỗi cây. Nè mấy chị, mình về mình có thể ra chậu như thế này nè, mình ra chậu đúng bung như thế này nè mấy chị. Nó có thể đi hoa nè. Mình chăm đi. Nếu mà anh chị nào mà chưa biết cái cách mà kích hoa của cây Vũ Nữ Hoàng Hậu á, mấy chị có thể nhắn qua mét, bên em sẽ tư vấn cho mình cái phần đó nha. Bên em gửi cho mình cái cách mà kích bông của cây Vũ Nữ á. Ok cho chị Nguyễn Kim Sòn hai cây nè. Ok. Ok chị. Cho chị Phan Kim Sòn hai cây. Chốt giùm em hai cây đi. Đi một cặp giúp em đi mấy anh chị ạ. Cái này là phi lớn. Cái chậu này là chậu phi 16 cho mấy chị. Chậu phi 16 nha. Cây là lùm xà lùm nè. Cây là lùm xà lùm luôn nha. Đi một cặp giùm em đi. Cho Phan Kim Sòn một cây ok anh. Em cảm ơn ạ. À. Nè mấy chị.
nè, hoàng hậu là đang vào mùa mùa làm bông, kéo dài đến 5 tháng nha mấy chị. Hoàng hậu là đang vào mùa làm bông nè mấy chị, kéo dài là đến 5 tháng nha. Thị trường đang bán với giá là 180 đến 250 một cây, đến 250 một cây, là một cây không phải là 140 cây. Nói chung là cây nó rất là lùm, rất là đẹp luôn mấy chị ạ. Chuỗi hoa hoàng hậu là dài trên 1 mét, có trúc hoa là 4 phía. Khi làm hoa là trên cả 100 bông cho mấy chị. Khi làm hoa là trên cả 100 bông, hoa thơm và độ bền bông của hoa là gần 3 tháng cho mấy chị nha. Nè, phụ nữ hoàng hậu, một cây như thế này là 120.000. Giá ngoài thị trường bán cho mấy chị á, giá ngoài thị trường bán là từ 180 đến 250 một cây. Từ 180 đến 250 một cây. Chuỗi hoa của hoàng hậu rất là dài mấy chị ạ. Chuỗi hoa hoàng hậu rất là dài, dài là trên 1 mét, dài là khoảng 1 mét, trên 1 mét cho mấy chị. Cấu trúc hoa của cây hoàng hậu này là 4 phía. Cấu trúc hoa của hoàng hậu là 4 phía. Là khi mà nó ra hoa mấy chị, nó làm cả trăm bông. Nó làm cả trăm bông cho mình nha. Và độ bền bông của cây hoàng hậu này là trên 3 tháng. Độ làm hoa của nó rất là xịn luôn á mấy chị. Đây, em có được mấy tấm hình của hoàng hậu nè mấy chị, em cho mấy chị xem nha. Vũ nữ hoàng hậu, hoa rất là đẹp. Vũ nữ hoàng hậu đây là khi ra hoa nè mấy chị ạ. Cây rất là xịn nha, đẹp bông mấy chị. Vòi hoa là siêu dài cho mấy chị. Vòi hoa của nó là dài trên 1 mét. Và khi mà nó làm hoa là đi hoa theo chùm chùm, làm hoa chùm chùm như thế này cho mấy chị nè. Vòi hoa dài có 100 mét, có 1 mét. Đây khi mà khách chăm nè mấy chị. Khi mà khách chăm cái lan vũ nữ hoàng hậu cho mình nè. Đẹp không mấy chị? Đẹp không? Đây khi mà cũng ra vòi rất là đẹp mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Nè, một cây đấy mấy chị ạ. Mấy chị nên chốt một cặp giúp em đi. Cây này giá ngoài thị trường bán cho mấy chị là tầm từ 180 đến 250 một cây. Từ 180 đến 250 một cây. Nè mấy chị, cây này là đủ tuổi làm bông cho mấy chị rồi. Cây như thế này ngoài thị trường bán cho mấy chị nhiêu? 180 đến 250 một cây, không có giá 140 mấy chị ạ. Không có giá 140 nha. Em để cho mấy chị có 120.000 cây như thế này thôi. 120 một cây nha. Mình nè mấy chị, em cho mấy chị coi cái chậu, gập lên cái chậu này đúng không? Em chốt nha. Cho chị Trang cần hai cây nữa, ok chị. Rồi mấy chị nên chốt đi. Cái vũ nữ hàng hậu này rất là xịn cho mấy chị. Hai cây cho chị Trang cần nè, hai cây cho chị Trang nha. Em cảm ơn chị. Nói chung là đủ sức là bông rồi, một cặp là có nhiêu mấy chị? Có 220.000 à. Thì tính ra có 101 một cây đó mấy chị à. Nè, em cho mấy chị coi nè. Cái cây này là em gửi đi cho khách nè mấy chị. Mà nó như thế này là mấy chị nó đủ sức là bông, nó lên vòi cho mấy chị nè. Nè, được 3 vòi cho mấy chị luôn nè. Một cái nè mấy chị, hai cái nè. Đây thêm một cái vòi nữa nè mấy chị. Nó là đủ sức là bông cho mấy chị. Đây là cái hàng mà vũ nữ đó mấy chị. Vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị. Chị Trang trần hai cây rồi nha, em cảm ơn chị. Nè mấy chị, cây rất là xịn nha. Chưa có về đó chị Vân. Về đi mấy chị à. Mấy chị hôm nay đi du lịch đúng không? Hàng chị thấy mấy chị ít sang lai. Nè, cây như thế này, nó nhỏ như thế này nè mấy chị. Mà nó ít làm bông, xin ra bông như thế này cho mấy chị. Nó ra được 3 vòi. Một vòi ở đây và một vòi ở đây. Và thêm một cái vòi nhú ở đây nữa nè mấy chị. Một cái vòi nhú nhỏ ở đây nè. Cây như thế này cho mấy chị thôi. Một cái lá như thế này thôi mà ra được mấy cái vòi cho mấy chị. Chốt đi mấy chị. Cây này có 120.000 thôi. Vòi của nó là dài trên 1 mét. Dài trên 1 mét. Và độ bền bông của cây vũ nữ hoàng hậu này là trên 3 tháng. Rất là đẹp nha. Chị Thi Thi thêm một cái lùm. Ok chị đẹp. Cho chị thêm một cái lùm nha. Có 120.000 nè mấy chị à. Mấy chị nên chốt đi. Vũ nữ hoàng hậu hôm nay em về được ít, em không có nhiều. Ok Nguyễn Khôi hai cây nha. Đẹp đi lấy cây cho anh nè. Nguyễn Khôi hai cây nè. Trời ơi cây rất là xịn mấy chị à. Em cho mấy chị coi lại mặt bông nha. Em cho mấy chị khách mới vô sao rồi xem lại mặt bông giùm em nha. Mặt bông này là xịn xịn. Đây là khách chăm nè mấy chị ạ. Đây là khách chăm nè. Đây là khách bên em chăm nè mấy chị. Xịn không mấy chị? Vũ nữ hoàng hậu đấy. Một cây đi 4 vòi cho mấy chị. Và cái vòi của nó là dài trên 1 mét. Độ bền bông của cây lan vũ nữ hoàng hậu này là trên 3 tháng. Cái độ làm bông của nó là cực kỳ đẹp mấy chị ạ. À. Một chậu là lùm xùm. Một vòi như thế này. Vòi dài lắm nha mấy chị. Vòi rất là đẹp luôn ấy. Xịn xịn nha. Mấy chị nên mua đi. Đây, khi mà về ra chậu mấy chị. Về ra chậu nha.
Rồi, cây hôm nay em để cho mấy chị rất là rẻ luôn. Cây rất là giá yêu thương. Giá yêu thương, mấy chị nên chốt đi. Chốt nhanh đi mấy chị ạ. Nên chốt nhanh nha. Rồi, cây là xịn xịn. Em có được ít hả? Chốt nhanh giúp em nha. Mà phơm hoa của nó nè mấy chị. Phơm hoa của nó nè. Đi hoa là đi hoa chùm chùm. Cực kỳ đẹp. Phơm hoa của cây vũ nữ hoàng hậu. Phơm hoa tông màu xanh như thế này. Em để cho mình cặp có 220.000. Cho Nguyễn coi hai cây nè, ok anh. Mấy chị yên tâm. Cây là lùm xù lùm vậy không à? Cây là lùm xù lùm nha. Cho anh Nguyễn coi hai cây nè, em cảm ơn anh Nguyễn coi nha. Hai cây là 220.000, đi lẻ là 120.000. Cây như thế đó bán cho mấy chị có 220.000, có 120.000 cây rồi mấy chị. Cặp rồi có 220.000, có 101 cây đó. Nè. Cho chị Mỹ Linh Nguyễn một cặp là 220 nha. Đây. Một cặp là 220. Giá này ngoài thị trường bán cho mấy chị 180-250 cây. Em để cho mấy chị có 120. Giá rất là rẻ. Giá rất là rẻ nha. Cho chị Xương Xương nè. Dạ em bán hàng lá mấy chị à. Em bán hàng lá nha. Em không có bán rồi. Nói chung là nó là đủ tuổi làm bông rồi mấy chị. Nó là đủ tuổi làm bông cho mình rồi nha. Cho chị Xương Xương hai cây nè, ok chị. Hai chậu lùm. Yên tâm. Lùm xà lùm cho mấy chị. Vậy đủ lùm cho mấy chị à. Nè. Mấy chị chốt giùm em đi. Vũ nữ hoàng hậu nha. Em bán hàng lá cho mấy chị, nhưng mà nó là đủ sức làm bông cho mấy chị. Đến tuổi làm bông rồi, em cho mấy chị coi cái chậu này. Cái chậu này nè mấy chị, nó có một cái lá duy nhất thôi, nhưng mà đi vòi cho mấy chị nè. Nè, nè mấy chị. Đây nè, em cảm ơn Nguyễn Khôi nha. Đây hai cái vòi cho mấy chị nè. Đây thêm một cái vòi đang nhú nữa nè mấy chị. Thêm một cái vòi đang nhú nữa đi nha. Cây rất là xịn mấy chị ạ. Chốt đi. Rất là rẻ. Cây hôm nay rất là rẻ cho mấy chị. Đi giùm em một cặp đi nè. Một cây là lùm xà lùm cho mấy chị. Củ to nha. Củ to cho mình nè. Lùm xà lùm một lá rất là bút mát nè. Một cặp này. Một cặp này em để cho mấy chị là 220.000. 220.000 nha. Độ lằn bông của nó là rất là đẹp. Độ lằn bông, cái vòi bông của nó là dài hơn 1 mét cho mấy chị. Mà phơm bông là cực kỳ đẹp. Màu xanh cho mấy chị. Cái phơm bông là màu xanh rất là đẹp nha. Vòi hoa là dài trên 1 mét và độ bền bông của nó là chơi trên 3 tháng nha. Mấy chị nên chốt đi. Nó em bán là em bán hàng lá. Mấy chị nó bán hàng, nó hiện hàng lá, nhưng mà nó là cây rất là mướt mát cho mình. Đủ tuổi để cho mấy chị làm bông rồi, đủ tuổi để phát vòi rồi. Một cây như thế này cho mình. Cây như thế này mà mấy chị ra chậu, mấy chị thêm một cái vòi nữa là 1.5 triệu một chậu lớn. Rồi hôm nay em để cho mấy chị chậu nhỏ như thế này. Cũng không phải gọi là nhỏ mấy chị, nó là chậu phi 16, cũng là chậu to rồi nè. Cây này mấy chị đẹp không? Một vòi, hai vòi, ba vòi cho mấy chị nha. Nó này mấy chị, nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị. Vũ nữ hoàng hậu cho chị năm gái hai cây lùm, ok chị đẹp. Cho chị năm gái hai cây lùm nha. Mấy chị yên tâm, cây này về là đều là cây lùm hết. Cây vũ nữ hoàng hậu đều là cây lùm xù lùm cho mấy chị hết. Nên chốt giùm em đi. Cây hôm nay em có được ít à, em không có nhiều nha. Cho chị Phương Nguyễn một cây vũ nữ nè, em cảm ơn. Có cây này nhỏ nè, không phải bảy cây này. Dạ cái chậu vòi này hả? Cái chậu vòi không có bán. Cái chậu vòi này không có bán. Dạ nói chung mấy chị, em không có bao ship nè. Bán hàng bên em không bao ship. Cho chị Phương Nguyễn một cây nè. Cho chị Phương Nguyễn một cây này của chị năm gái. Một cặp là 220.000, đi lẻ là 120.000 nha. Mấy chị coi nè. Trời ơi, cây nè cũng to nha mấy chị, lá nè cũng bán cho mình nha. Cây rất là xịn mấy chị à. Cây rất là xịn nha. Hồi đẹp mini ba màu hả? Hồi đẹp ba màu em còn nha. Hồi đẹp tam sắc tiểu em còn mấy chị à. Xíu em lên cho. Mấy chị lấy giùm em một cặp đi. Một cặp nói chung là không có đắt đâu, phí ship gửi về mình không có đắt đâu mấy chị à. Không có đắt đâu. Cây này là tới tuổi là bông rồi. Cây là cực kỳ xịn cho mình. Cây rất là đẹp nha. Một cây tí tẹo mà nó ra hoa quá trời luôn mấy chị à. Cây là xịn xịn cho mấy chị. Cái hàng hậu này là đem vào mùa làm bông cho mình đấy. Nó đem vào mùa làm bông nha. Kéo dài đến 5 tháng. Thị trường này đang bán cho mấy chị. Cây như thế này là 180-200.000, 250 một cây. 180-250 một cây vũ nữ hoàng hậu. Mà hôm nay em để giá yêu thương cho mấy chị có 120.000 một cây đi lẻ. Còn đi một cặp là 220.000. Em cho mấy chị xem lại cái vòi hoa, cái lọ phát hoa của cây vũ nữ hoàng hậu nha. Vũ nữ hoàng hậu
Vòi hoa dài trên 1 mét, độ bền bông của nó là trên 3 tháng. Phong hoa là cực kỳ đẹp. Nè mấy chị, một cây có thể ra hoa cho mấy chị từ 4 đến 5 vòi hoa là chuyện bình thường nha. Đây, vòi hoa của nó nè mấy chị. Khi phép hoa, chủ nữ, hoàng hậu mà khi làm bông là khỏi phải nói rồi mấy chị. Nó là cao to lực lưỡng, nó là khác với những cái hàng dendro khác nha. Nó khác với những cái hàng dòng dendro nắng. Nè mấy chị đẹp không? Một chậu mà đi hoa như thế này cho mấy chị nè. Đây đi hoa nhiều như thế này cho mình. Vòi hoa là dài, đẹp, bông hoa là đi theo chùm chùm như thế này một vòi. Nè mấy chị, nó khi ra vòi nè. Cây nhỏ nha, mà nhú vòi như thế đó mấy chị. Một vị khách ở chăm nè mấy chị. Khách chăm khi mà phụ nữ ra vòi nè, ra hoa nè. Mấy chị nào mà chưa biết cách mà để kích, khi mà chưa biết cách hoa chăm phụ nữ hoàng hậu thì mấy chị có thể nhắn tin qua bên mét. Bên em sẽ tư vấn cho mình cái phần đó nha. Nè, bên em gửi cho mình cái cách đó. Nè mấy chị đẹp không? Vũ nữ hoàng hậu, hoàng hậu rất là đẹp. Rồi vòi hoa là siêu dài. Vòi hoa là siêu dài mấy chị ạ. Đây là khách chăm đó mấy chị. Khách chăm mà khi ra hoa đấy. Này là hai, chắc là hai góc ghép lại cho mình. Mấy chị về mấy chị ghép, ghép lại. Vũ nữ hoàng hậu ạ. Mấy chị em không có bán cái chậu vòi. Cái chậu, cái vòi hoa này em không có bán được. Em bán cái chậu lá cho mấy chị. Nhưng mà nó là đến tuổi làm bông rồi. Đến cái tuổi làm bông rồi. Cái độ làm bông của nó là, cái tuổi làm bông của nó là kéo dài đến 5 tháng cho mấy chị. Kéo dài đến 5 tháng nha. Chưa nó hả chị Hằng Vũ? Chị nhắn tin qua mét đi, bên em tư vấn cho. Bên em chỉ cho chị cái cách chăm nữ hàng đầu ấy. Bên em có, rồi có gì bên em gửi cho. Nè mấy chị, chốt giùm em đi. Chốt giùm em đi. Cho chị Phạm bé 8 2 cây nè, ok chị. Rồi ơi, cây là xịn xịn mấy chị à. Cho chị Phạm bé 8 2 cây nha. Đây cho chị Phạm bé 8 2 cây. Một cặp có 220 ngàn nè mấy chị. Một cặp có 220 ngàn thôi. Mà cây cho mấy chị nè. Lùm, cầm nặng tay nha, củ to nè, khỏe mướt mát cho mấy chị. Lá là bộ lá rất là đẹp. Một cặp 220 ngàn. Một cặp là 220 nha. Còn đi lẻ là 120 ngàn. Quá là yêu thương mấy chị ạ. Quá là yêu thương luôn nha. Nè, cây cũ nè mấy chị. Rất là khỏe nha, cái tép của nó rất là khỏe luôn. Cây này là xịn xịn cho mấy chị. Mới về cho mấy chị đấy. Phơm bông là cực kỳ đẹp. Vòi hoa, vòi phép hoa của nó xịn lắm mấy chị ơi. Nên là mấy chị chốt đi. Cái nói chung là vũ nữ hoàng hậu thì nó thích hợp với cái độ là, nói chung là nó thích hợp với cái khí hậu là nhiệt độ trung bình vừa vừa, nhiệt độ là trung bình vừa vừa nha mấy chị. Cây là xịn xịn, anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị, mặt hoa là siêu xịn, vòi hoa là dài, độ bền bông trên 3 tháng. Độ bền bông của cây vũ nữ hoàng hậu này là trên 3 tháng. Đi một cặp giùm em đi. Một cặp là 320 ngàn à. Cặp 220 ngàn. Mà cây như thế này giá ngoài thị trường bán cho mấy chị từ 180 đến 250 rưỡi. Shop em hả? Ok chị Phạm 28 đây lùm đúng không? Ôi một cặp của chị lùm xà lùm đó. Đâu hết thì đổi là cặp này cho chị. Hết thì em đổi là cặp lùm này cho chị. Chị Phạm 28 đây là cặp lùm cho chị Phạm 28 nè. Trời ơi mấy chị à, em cầm nặng tay luôn á mấy chị. Nó là chậu phi 16 nha. Nó là chậu phi 16 mấy chị. Ra cái chậu đất nung á, mấy chị có thể chăm nó lên. Từ từ, nè, cây nó có nhỏ như thế này nè mấy chị. Mày thấy gì rất luôn. Nè, nè mấy chị, cái độ làm bông của nó nè, xịn không mấy chị? Đây, hai cây, hai vòi cho mấy chị nè, thêm một cái vòi ở đây nữa nè. Thêm một cái vòi ở đây nữa là ba vòi nha. Nó nhỏ nhưng mà nó ra được ba vòi hoa cho mấy chị. Để chậu khách chăm rất là xịn mấy chị ạ. À. Cái chậu khách chăm rất là xịn nha. Đây, đây là khi mà khách em bên em chăm nè mấy chị. Vòi rồi nha. Nè, cái nó đang nhú lên đó mấy chị ạ. À. Khách chăm đây. Khách chăm, khách cho feedback đấy mấy chị ạ. À. Mấy chị chốt đi. Khách cho feedback đây. À, chậu cầm tay là chậu gì vậy hả? Cái chậu em đang bán cho mấy chị nó là vũ nữ hoàng hậu. Vũ nữ hoàng hậu. Cái mặt bông của cái vũ nữ hoàng hậu là màu xanh và màu đốm, nhưng mà cái tỷ lệ sổ ra đốm cho mấy chị là 80% trên 20% rồi mấy chị ạ. À. Đây. Nè mấy chị. Khách chăm nha. Cái này là khách bên em chăm đấy, một cây mà lùm xà lùm cho mấy chị.
một hai vòi, vòi hoa siêu dài, siêu dài cho mấy chị, vòi hoa là dài nó trên 1 mét mà. Chứ chị Kim Liên một cặp mà, đi riêng giùm em đi chị đẹp. Nè một cặp cho chị đẹp nè, trời ơi một cặp lùm lùm cao to khỏe đẹp mướt mát luôn. Cặp cho chị Kim Liên nha, em cảm ơn chị, đi đơn riêng giùm em nha. Mấy chị khách mới chốt đơn lên em số hỏi địa chỉ nha. Trời ơi chốt giúp em đi mấy chị ạ, chủ nữ hàng hậu em có chịu đâu, em được ít à, em được ít à. Nhưng mà cây là khỏe mướt mát cho mấy chị nha, cây là lùm lùm cao to khỏe đẹp mấy chị ạ, cao to khỏe đẹp nha. Hôm qua chốt được đơn, hôm nay chốt thêm được các bạn. Cây chị Mỹ Lan nha, vậy chưa đủ đơn thì lấy thêm cây hay cây nữa đi, đi chung luôn. Còn nếu mà đủ đơn rồi là đi đơn riêng giùm em nha, đủ đơn rồi thì đi đơn riêng, còn chưa đủ đơn thì gặp thêm giùm em cho đi đơn mấy chị ạ. Công sức mình ngồi mình coi like mà mình bị xả đơn là buồn đúng không mấy chị? Công sức tốn thời gian mình ngồi mình coi like mình chọn từng cây đẹp xong rồi tới khi mà không đủ đơn mình bị xả hàng, buồn đúng không mấy chị ạ? Buồn đúng không? Vô xem like chia sẻ cho em nha, nè một cặp hoàng hậu vũ nữ hoàng hậu này em để cho mấy chị 220 ngàn. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em vũ nữ hoàng hậu nha, vũ nữ hoàng hậu, cây là lá mướt mát, chậu là chậu phi 16, độ rễ của nó là lùm lùm luôn mấy chị ạ, cũng to nha. Nè một cây nhỏ như thế này mà có độ đi bông như thế này nè mấy chị, ba vòi hoa nha, cái độ làm bông của nó là siêu khủng mấy chị ạ, khủng luôn mấy chị ơi. Nè chậu nhỏ xíu siêu vậy được 3 vòi 23 cho mấy chị, 3 vòi nha. Hello chị Mai Nga nha, vô xem like chia sẻ cho em nha khách ơi. Nè, cây xịn không mấy chị? Cây xịn không? Một cặp này em để cho mình là 220 ngàn. Chốt giùm em đi, chốt giùm em đi. À, vũ nữ hoàng hậu tông là mặt bông của nó là màu xanh với màu đốm, nhưng mà cái nó sổ ra màu đốm là tỷ lệ 80% trên 20% cho mấy chị. Ok chị Phan Hạnh cho mấy chị khách mới nhau xem hoa của nó nè. Mặt hoa của nó là màu xanh mấy chị ạ, màu xanh có thể sổ ra đốm mấy chị, có anh chị em cho được cái mặt bông đẹp lắm. Đây em cho mấy chị xem mặt hoa của cây vũ nữ hoàng hậu nè, cây vũ nữ hoàng hậu này là xịn xịn nha, vũ nữ hoàng hậu mặt khôn bông của nó là khôn bông màu xanh như thế này, có thể sổ ra cái mặt bông đốm nữa mấy chị ạ, nó có thể sổ ra mặt bông đốm nữa nè. Đây là khi mà vị khách tới cho cái mặt bông của cây vũ nữ nè mấy chị, khách bên em đấy mấy chị ạ. Khách bên em đấy cho được cái lô vũ nữ phải cho được cái feedback khôn bông khách tại nhà chăm. Đây nè mấy chị, vũ nữ hoàng hậu xanh cho mấy chị, đẹp không mấy chị? Một cặp là có 220 ngàn à, một cặp là 220 nha, còn đi lẻ một cây á, một cây là 120 ngàn. Cây như thế này em bán cho mấy chị đều là cây to khỏe đẹp, một cây đi ra hoa siêu vòi cho mấy chị. Một vòi hoa của nó dài trên 1 mét, độ làm bông của nó, độ bền bông của nó trên 3 tháng. Tuổi này là đang tuổi làm bông, đang tuổi làm bông mà kéo dài trên 5 tháng cho mấy chị nha. Nè anh chị nào có chốt vũ nữ hoàng hậu chốt giùm em nha. Nè anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Chị nội viên không có nói gì à? Em ơi có gửi về đồng điền tỉnh Kiên Giang chưa vậy hả? Dạ không, tôi không ấy đó. Nội viên không có hả? Chị chắc giờ đi được rồi đó. Đâu giờ chị thử đặt giùm em đi. Chốt đơn đi. Chốt đơn đi chiều. Nè mấy chị, một cặp bên em không bao ship nha. Giá này bán giá sát nóc cho mấy chị rồi. Không có bao ship được mấy chị ạ. Nói chung là bên em bán hàng là giá như thế này cho mấy chị. Chậu này bán cho mấy chị có 120 ngàn à. Mà bao ship nữa là tới công chuyện mấy chị ạ. Chậu khác bán cho mấy chị cây như thế này là 180 đến 250 một cây. 180.000 đến 250 một cây đó mấy chị. Rồi em để cho mấy chị cầm có 220.000 à, mấy chị mà đòi em bao ship nữa. Sao được mấy chị ạ? À? Nè, chốt giúp em đi. Vũ nữ hoàng hậu nha. Vũ nữ hoàng hậu. Con bông rất là đẹp, cái tuổi này là đang tuổi làm bông của nó nè. Cái tuổi đang này là đang tuổi làm bông cho nó nè. Hai cây đẹp của ngọc á. Chị Phan Hạnh, đi giùm em hàng lá. Bé lá nha. Bé lá. Về chăm mấy chị, mình chăm từ từ. Em nói thiệt với chị, cái vũ nữ hoàng hậu này dễ chơi lắm. Dễ chơi lắm mấy chị ạ. À. Tặng cho chị Phan Hạnh nè. À. Chị Phan Hạnh nó liền giùm em số điện thoại địa chỉ nha. Em bán hàng lá không bán hàng bông nha. Nhớ là khách mới lên giùm em số điện thoại địa chỉ ạ. À. Nè, vũ nữ hoàng hậu em có được ít, em còn được ít thôi. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị. Nè mấy chị ơi. Cây là đẹp không? Xuất sắc cho mấy chị luôn. Lá rất là đẹp nha. Cho anh Phạm Hoàng một cặp nè.
Cho chị cho anh Phạm Hoàng một cặp nè, chốt cho anh Phạm Hoàng một cặp nha, lùm rất là đẹp. Rồi một cây có 120.000 à khách ơi. Khách chốt giúp em đi. 120.000 lẻ, còn đi một cặp có 220 à. 220 tính ra còn có 101 cây à, mà đòi bao ship nữa là đâu là còn lời gì nữa đâu mấy chị. Còn lời gì nữa đâu. Nè, anh chị nào chốt cho nữ hoàng hậu chốt giúp em. Một cây lẻ là 120.000 cây. Cầm là cả một cái bàn tay của em luôn á. Nó rất là nặng. Một chậu này nói chung á, cầm thường đẹp ship về cho mấy chị.
ok chị nợ duyên không có, hai cây lùm này cũng to lùm đúng không, ok chị đẹp luôn. Nè trời ơi mấy chị à, coi nè cây nó đang ra cái này nữa nè mấy chị, hình không, chốt cho chị nợ duyên không có hai cây nha, hai cây là lùm xùm lùm bít ra cái mạng mặt em luôn á mấy chị ạ. À. Em cầm lên là bít cái mặt em luôn á, một cặp nè lùm xùm cho mấy chị, lùm xùm ok rất là đẹp nha. Dạ đúng rồi. À, lên hồi đẹp mình đi băng màu đi em hả? À. Đợi em một xíu mấy chị ạ. Nén nén đợi em xíu nha. Nén nén đợi em xíu đi. Em chốt cho mấy chị. À, chốt nốt giùm em cái chủ nữ hàng hậu đi mấy chị. Em còn được ít à. Em còn được ít à. Đi giùm em một cặp đi. Một cặp là có nhiêu đâu mấy chị? Một cặp là 320 nha. Một cặp là 220 nha. Trần thèm hai chậu vũ nữ nè. À. Ok. Vũ nữ hàng hậu cho trần thèm hai cây em cảm ơn. Lùm xì lùm cây là đẹp xuất sắc. Mấy chị, một cặp là 220. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em. Đắt rẻ lắm mấy chị, không có đắt đâu. Mấy chị nên chốt đi. Ủa Thái em chưa có về hàng mấy chị à. Ủa Thái chắc khoảng vài hôm nữa về cho mấy chị nha. Của nữ biết chất màu xanh không? Chị có khoảng 80% của nó là màu xanh rồi. Mặt bông của nó, mặt bông của vũ nữ hoàng hậu là 80% là mặt bông màu xanh rồi chị. Còn 20% là nó có thể sổ ra đốm. Khi mà nó nở bông ra mình mới biết nha. Khi nở bông ra mới biết nha. Còn cây này á, nói chung là 80% là nó là hàng mặt bông của nó không bông màu xanh. Em cho mấy chị coi lại mặt bông nè. Mặt bông của cây vũ nữ hoàng hậu khi mà làm bông phát bông rất là đẹp. Một số khách bên em chăm được cái cây ra vòi luôn mấy chị. Một vòi dài cho mấy chị mà nụ quá trời luôn. Đẹp xinh xịn nha. Cây to cao khỏe cho mấy chị. Nè. Nè mấy chị. 80% là sổ ra màu xanh rồi. Bông bông nè mấy chị, một vòi, một cây nó có thể đi cho mấy chị từ 4 đến 5 vòi là chuyện bình thường nha. 4 đến 5 vòi hoa. Nè mấy chị, đây, vòi hoa là dài trên 1 mét cho mình. Độ bền bông của nó là trên 3 tháng. Độ bền bông của cây vũ nữ hoàng hậu này là trên 3 tháng. Nè, cây xịn xịn cho mấy chị nha. Cây đẹp. Hơn 200 một chậu đó. Đúng rồi đó mấy chị. Đấy. Chậu như thế này cho mấy chị, để cho mấy chị chậu lùm xì lùm mà cây đẹp. Mà có 120.000 cây lẻ à, đi một cặp là 220.000 thì tính ra còn có 101 cây mấy chị, bớt được 10.000 trên mỗi cây cho mình nữa. Mà mấy chị đòi em bao ship nữa. Không có lời luôn đó mấy chị. Bán giá tại vườn rồi đó mấy chị ạ. À. Nè. Nè, cái này nè mấy chị. Vũ nữ hoàng hậu, vòi hoa là siêu dài, độ bền bông trên 3 tháng cho mấy chị. Vòi hoa là cực kỳ đẹp, đi hoa chùm 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 như thế này mấy chị ạ. À. Nè, đây là đây khi mà sổ ra hoa nè mấy chị, phụ nữ hoàng hậu nha, khách chụp ấy. Cười hoa xịn cho mấy chị đây. Đẹp bông. Đây là một vị khách ở đây bên em chăm đó mấy chị. Nó có thể sổ ra mặt bông màu đốm hoặc là màu xanh, nhưng mà là 80 màu xanh, còn 20% là đốm, nhưng mà khi nở hoa mới biết nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em. Dạ. Đây là xịn xịn mấy chị ạ. À. Đây là xịn xịn nha. À, tại chị có đốm rồi hả? Yên tâm chị, nói chung là nó là 80% sổ ra xanh mà. Yên tâm. Nè à, hơn thì nó nói chung là đốm là hiếm lắm đó chị. Hốm đốm là nó hiếm đó ha. Chị có chốt thì chốt giùm em nha. Một chậu, một cặp hoàng hậu xanh này em để cho mình có 220.000 à. Thì tính ra còn có 101 cây rồi mấy chị. Giá yêu thương mà, giá rẻ mà. Chốt giúp em đi, hoàng hậu xanh nha. Bao lâu mới có hoa hả? Nói chung là hoàng hậu này em em bán cho mấy chị, cái này là đang ở tuổi làm bông cho mấy chị. Như bây giờ đang làm một bông của nó. Nó đang làm một bông của nó đấy. Đốm chỉ nhiều rồi hả? Không sao đâu. Chị biết đâu mua màu này về nó sổ ra màu xanh sao? Nó sổ ra màu
màu xanh, cặp này sổ ra xanh này sao nè, nên chốt đi mấy chị ạ. À, bộ lá rất là khỏe đẹp cho mấy chị. Chậu này là chậu phi lớn nha, chậu phi lớn đây là phước mát cho mấy chị. Chị Quốc Nguyễn có chốt thì chốt giùm em còn được ít nè. Anh chị nào có chốt vũ nữ hoàng hậu thì chốt giùm em nha. Vũ nữ hoàng hậu bông bông là bông bông màu xanh còn hơi dài cho mấy chị. Đây là cực kỳ mướt mát, chậu phi lớn. Nói chung là nó dễ trồng mấy chị à, nó cũng dễ trồng lắm chứ nó không khó đâu mấy chị. Cây như thế này cho mấy chị, củ to cho mấy chị nè, củ to mà lá mướt mát, thùng bằng xơ dừa, chậu phi 16 nha. Rẻ đó mấy chị, em để giá này cho mấy chị là giá rẻ đó, không có đắt đâu. Giá như thế này là rẻ đấy. Mà cây ngoài thị trường cây như thế này, lùm lùm như thế này mấy chị làm gì có giá được 101, 102 cây đúng không mấy chị. Cây như thế này làm gì có giá 101, 102 cây. Hôm nay để giá cho mấy chị. Mấy chị thử đi hỏi mấy nhà vườn khác đi. Cây như thế này để cho mấy anh chị bao nhiêu tiền? Hôm nay để cho mấy anh chị có 120 ngàn, cặp 2, 1 cặp 220 đấy. Còn có 101 cây đấy, anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Vũ nữ hoàng hậu, em có được ít, chốt nốt giúp em nha. Độ bền bông nó là trên 3 tháng. Độ bền bông của nó là trên 3 tháng nha mấy chị. Cây là cây xịn xịn. Tuổi làm bông và kéo dài đến 5 tháng cho mấy chị. Thị trường đang bán với giá 180-250 một cây, 180-250 một cây nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em. Tiền ship hả? Cặp này hả mấy chị? Cặp tiền ship này nói chung nó dưới 4kg đó mấy chị. Dưới 4kg là có 40.000 à, không có đắt đâu mấy chị à. Hello chào chị Nguyễn Trang à. Cặp này là có nói chung mấy chị, cặp này là 40.000 tiền ship mà không có đắt đâu mấy chị à. Có đắt không? Nhẹ, không có nặng. Tại bên em là phí, bên em là con ký tính tiền. Nhưng mà mấy chị đi cặp vũ nữ này có chừng 40.000 à, dưới 4kg. Không có đắt, rẻ cho mấy chị rồi. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Nó là vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị đó. Vũ nữ hoàng hậu, con bông là cực kỳ đẹp. Con bông là cực kỳ đẹp. Em còn ít nè, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Cái kia chị mua bên em một chậu rồi. Nhúng à, nó đang nhúng lắm. Mua đi mấy chị à, nên mua đi. Vũ nữ hoàng hậu xanh này cặp có 220.000 à, là quá rẻ cho mấy chị đấy. Giá quá rẻ nha, quá rẻ luôn. Nói chung là chỗ hoa của hoàng hậu, chỗ hoa của hoàng hậu là dài trên 1m cho mấy chị. Cấu trúc hoa là 4 phía. Cấu trúc hoa của nó là 4 phía luôn mấy chị ạ. À, 4 phía và là độ bền bông của hoa là chơi trên 3 tháng. Độ bền bông của cây này là 2, độ bền bông của nó là chơi trên 3 tháng nha. Gần 3 tháng cho mấy chị. Rồi xinh xịn mấy chị ạ. À, một cặp khỏe đẹp như thế này, cũ như thế này cho mấy chị nè, mướt mát không? Chậu này là chậu phi 16 nha. Chậu này là chậu phi 16. Đi một cặp giùm em. Một cặp này là 220.000. Một cặp là 220. Nhưng mấy chị đấy, mấy chị nói là phiếu ở ở ngoài thị trường bán cho mấy chị là mấy chị mua một 200.000 một chậu. 200.000 một chậu. Mà hôm nay em để cho mấy chị một cặp này có 220.000 à. Mấy chị rẻ không? Quá là rẻ luôn. Quá là yêu thương luôn. Mấy anh chị nên chốt đi. Rất là xịn luôn ấy. 220.000 nha. 220.000 một cặp. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nè. Vũ nữ hoàng hậu, hoàng hậu xanh đó, mấy chị cứ nói là vũ nữ hoàng hậu. Mà 80% của nó là sổ ra cái phân bông màu xanh cho mình, còn 20% là màu đốm, nhưng mà khi bung hoa nó mới biết nha. Khi bung hoa nó mới biết. Rồi hoa dài trên 1m cho mấy chị. Độ làm bông cực kỳ đẹp. Phân bông là màu xanh, tông màu xanh. Xịn xịn cho mấy chị. Em còn được ít là anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em. Ok chị Trang. Xem hoa rồi mua nha. Xem hoa là mua nha. Cây là xịn xịn đó mấy chị ạ. À, cây rất là đẹp luôn. Có 220.000 thôi, 220.000 một cặp thôi. Nè mấy chị, đây là phong hoa của cây vũ nữ hoàng hậu. Vũ nữ hoàng hậu. Bộ rễ rất là khỏe. Bộ rễ như thế này đi hoa như thế này cho mấy chị. Một cây có hệ phép hoa quá trời luôn mấy chị ạ. À, ok cô Dung Nguyễn nha. Nè mấy chị đợi em nha, em cho mấy chị xem mặt bông. Cây là xịn xịn mấy chị à. Cây này là cây xịn xịn nha. Chốt đi mấy chị, nên chốt giúp em đi. Nè khi là bông của nó là phân bông là cực kỳ xịn. Một cặp là 220.000 mà đi lẻ là 120.000 một cây. Nên đi một cặp đi. Em chốt cho mấy chị nên đi một cặp đi. Hoa của nó là xịn xịn luôn ấy.
nè, một cây nhỏ mà quá trời vòi luôn nè mấy chị, 1, 2, 3, 4, 5 cái nhú vòi lên cho mình nha. Này là một vị khách chăm một cái cây nè, một cây vũ nữ nè mấy chị, đi ra 4, 5 vòi hoa cho mình, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái vòi hoa mấy chị ạ. Một cây nhỏ như thế này ra 7 vòi hoa, và vòi hoa nó dài trên 1 mét, dài là dài trên 1 mét nha. Độ bền bông của nó là gần 3 tháng cho mình, độ bền bông là gần 3 tháng. Một cây lẻ là 120 ngàn, một cây lẻ là 120 ngàn, còn đi một cặp, đi một cặp á là 220 ngàn, mấy là giá còn 101 nha mấy chị, đi một cặp mới là giá còn 101 nha. Ok ok chị Thu Nguyễn kết nối Zalo nhé. Ok chị, nè chốt cho cô Dung Nguyễn hai cây nè, cũng to đúng không? Ok con lấy cũng to, rồi cũng to cho mình là một cặp cho cô Dung Nguyễn nè. Trời ơi, cây là xịn xịn luôn nè mấy chị, củ to nha, mướt mát nha. Cặp này chốt cho cô Dung Nguyễn nè, cảm ơn. Cảm ơn cô. Cho chị Nguyễn Hoa Tím một cặp nè. Ok chị Nguyễn Hoa Tím một cặp nha. Một cặp là có 220 ngàn nè mấy chị, nên chốt giúp em đi. Một cặp là 220. Cây lùm xà lùm lá khỏe mướt mát cho mấy chị, cặp 220 ngàn cho chị Nguyễn Hoa Tím một cặp. Màu xanh vàng không em hả? Anh Hạ Vũ, nó là màu xanh á, hoa của nó là màu xanh đấy. Cặp này, hoa của cái vũ nữ này là màu xanh á. Chị Nguyễn Nguyễn Trang, đi giùm em hai cây đi. Không có gặp đơn hôm qua được nghe, cho chị Nguyễn Nguyễn Trang một cây 120 ngàn, chứ 101 được nha chị. Nha chị đẹp. Trời ơi, quen em rồi mà còn 101 nữa. Tới công chuyện luôn ấy. Nè, cây này chốt cho chị nha. Dạ bên em bán hàng không bao ship. Nói chung là hoa này hả? Chưa có hửi được cái mùi hoa, nhưng mà tạm thời nó cũng có thơm đó, nó cũng có hương thơm đó cô Nhất Chi Mai. Cô chốt một cặp đi cô. Hai cây chị Tăng Hải nè, à, anh Tăng Hải nè. Ok chị Dung Nguyễn nha, xíu đi xuống không thích nói Zalo cho. Nè. 120 ngàn nha, đi lẻ là 120, đi cặp là 220. Nghe mấy chị. Nè cho chị anh Tăng Hải hai cây nè, cảm ơn anh Tăng Hải nha. Đi cặp giùm em đi mấy chị ạ. À. Đi một cặp đi khách. Khách ơi đi một cặp đi, một cặp là có 220 ngàn à. Tăng Hải lên giùm em số điện thoại nha. Chị Nguyễn Nguyễn Trang đơn hôm qua đủ đơn chưa? Một cây là 120 đó chị đẹp. Đi một cây 101 nữa là tới bệnh viện luôn. Bán giá thì quá là rẻ rồi đó mấy chị à. Quá là rẻ rồi đó. Cây là xịn xịn cho mấy chị. Thêm hai cây nữa cho Tăng Hải nè. Cặp nữa cho Tăng Hải nè, Tăng Hải 4 cây nha. Anh lên liền em số điện thoại địa chỉ nha. Chốt đơn khách mới lên giùm em số điện thoại địa chỉ nha. Anh chị nào khách mới chốt đơn hàng cho 1 triệu nhé. Chuyển khoản cọc giùm em nha. Lấy tiền chuyển khoản cọc của mình chuyển trừ trực tiếp vào đơn hàng nha. Cho chị Nguyễn Nguyễn Trang một cây rồi nha. Mấy chị chốt giùm em đi, một cặp nè. Có để cho có một cặp có 220 ngàn rồi mấy chị ạ. À. Chậu này là chậu phi lớn, nó không có chậu phi nhỏ đâu mấy chị. Nó là chậu phi lớn, không phải phi nhỏ đâu mấy chị, mua về đi mấy chị nhé. Nếu mà nó ra hoa cho mấy chị đủ và phát vào hoa đi hoa như thế này cho mình nè. Ok anh Hải nha, em lựa cho mình 4 cái đẹp rồi đó. Nè mấy chị mình về mình có thể ghép khủng luôn nè mấy chị, cái chậu khủng luôn nè mấy chị, chậu này là chậu khủng luôn nè, chậu đẹp không, khủng luôn nha, xịn xịn cho mấy chị nha, cây rất là đẹp, rồi đi hoa nè mấy chị à, khi mà đi hoa cho mình á, ok cô Bình Nguyên hai cây nha, Bình Nguyên hai cây nè, ok chị, đây rồi xịn xịn mấy chị à, về ghép đi, hai cây đẹp đẹp cho chị Bình Nguyên nha, hai cây đẹp đẹp cho chị Bình Nguyên nè, ok chị đẹp. Hai cây đẹp đẹp cho chị Bình Nguyên nha, hai cây xịn xịn luôn, nói chung là cây là như thế này cho mấy chị, cây là đẹp cho mấy chị nha, cây là lùm lùm xùm, cây xịn xịn cho mấy chị, một cặp, thấy cây củ lớn hả, ok chị, nè, hai cây này củ lớn đổi chị nè, cho chị Nguyễn Hoa Tím đổi chị hai cây củ lớn nha, củ lớn nha chị đẹp, cảm ơn chị, mấy chị mua về đi, nó đang ở tuổi làm bông đấy, nó đang ở tuổi làm bông đấy, mình nên chốt đi, cây là quá mướt mát cho mình, nè, trời ơi mấy chị à, cây đẹp không? Nhớ là vô xem live chia sẻ cho em nha. Các đời vô xem live chia sẻ cho em nha. Em mấy chị nào muốn muốn hồ đẹp á, để xem lên cho. Còn để em lên xong cái nói cái dòng đẹp lên cho mấy chị nha. Nè. Cây là xịn xịn nha mấy chị à. Tiểu nữ hoàng hậu xịn xịn các đời. Một cây là 120 ngàn đi lẻ, đi một cặp là 220. Coi như là bớt được 10 ngàn trên mỗi cây cho mấy chị. Được bớt 10 ngàn trên mỗi cây nha.
anh còn đổ. Nói nghe nè, anh em giữ đơn được đấy, anh chuyển khoản thì em giữ đơn được đấy, nhưng mà em sợ là giữ rồi nó xuống bông của mình thôi. Hàng hoa đang tươi sợ giữ thì nó cho Hạ Vũ một cặp anh. Cái này về nó sổ màu gì trên màu đó giùm em nha, em không có lựa màu được, bán lá rồi giờ mà anh kêu em mà lựa hàng mà nó sổ ra hai mặt bông là ông trời biết mặt bông nó màu gì luôn á anh. Cái đó là chỉ có ông trời biết thôi, còn em không biết nha. Nói chứ em lựa cho anh cặp đó, một cặp đẹp, nhưng mà nói chung là nó sổ ra đốm thì mình chơi đốm, sổ ra xanh thì mình chơi xanh giùm em nha. Nhưng mà nó hết 80% là màu xanh rồi, còn 20% mặt một đốm thì mình nó đỏ bông mình mới biết được màu nha. Ha, anh chị nào có chốt vũ nữ hoàng hậu chốt giùm em nha. Cặp có 220.000 à khách, khách chốt cho khách. Anh toàn đỏ anh muốn giữ đơn, anh chuyển khoản bên em giữ đơn, nhưng mà giữ đơn thì em sợ là xuống bông của mình thôi. Chăm giùm anh hả? Chuẩn bị đi công tác nữa hả trời, không có thời gian luôn đó anh. Không có thời gian luôn đó anh. Có thời gian là bên em mà giữ đơn vậy là đâu có được, không có được, không có thời gian chăm mấy gì ạ. Lo lom làm mấy cái đơn bill này cho mấy chị đang gửi hàng đi sớm nhất có thể cho mấy chị rồi, nên là không có thời gian chăm cây được mấy chị đâu. Anh giữ đơn này em để qua một bên, em để đó là tới ngày anh qua anh lấy thôi, chứ còn chăm giùm anh là không biết nha, không có đảm bảo nha. Nè, ok. Ok chị Nguyễn Quyên Trang nha, mai 8 giờ gửi ráp nha, đi lại được lên. Ráp lại mai 8 giờ gửi ráp. Nè, anh chị nào chốt vũ nữ hoàng hậu chốt giùm em nha. Vũ nữ hoàng hậu cho mấy chị cây rất là xịn luôn. Một cặp 220.000. Rồi, khách chốt đi khách. Một cặp này có 220.000 nè. Mà cây một cây lẻ là 120.000. Cây lá xịn xịn mút mát cho mấy chị. Ba vòi cho mình nha, 1, 2, 3 cho mấy chị nè, 1, 2, 3 luôn nè, một cái vòi đây, hai cái vòi đây với một cái vòi đó. Nè đẹp không? Nè mấy chị thêm một cái vòi nhú ở đây nha, 120.000 cây. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha, đi giùm em cầm. Anh chị nào chốt nữ hoàng hậu thì chốt giùm em. Cây là xịn xịn cho mấy chị, cây là xịn xịn nha. Anh chị nào có chốt nữ nữa thì chốt giùm em nha. Anh chị nào có chốt nữ thì chốt giùm em lên cho mấy chị cái dòng nắng xinh này nè mấy chị ạ. Em lên cho mấy chị cái dòng nắng xinh này nè, cái dòng xinh này là đáng để sưu tầm nha, cái dòng xinh là đáng để sưu tầm cho mấy chị. Mà cái nắng xinh này á lần đầu tiên có tại Việt Nam, cái giống này là giống ở nước ngoài nhập về nha mấy chị, ở nước ngoài nhập về. Đập đây mấy cái cây xinh đỏ đập đây. Mấy chị, em cho mấy chị coi cái mặt bông của cây này nè. Cây này là cây nắng xinh. Nó là nắng xinh đỏ. Được gọi nó, cái tên của nó là cây khổng tước đỏ đó mấy chị. Khổng tước đỏ nha. Cây này là mặt bông của cây xinh đỏ. Xinh đỏ là hàng để đáng để mấy chị sưu tầm nha. Hàng để mấy chị sưu tầm. Hàng này là hàng độc lạ. Lần đầu tiên có tại Việt Nam mấy chị à. Lần đầu tiên có tại Việt Nam nha. Cái giống của nó ở đây là mình không có mấy chị, nó chỉ có ở nước ngoài thôi, nhưng mà nhập về cho mấy chị, nhập về cho mấy chị đây. Một cây như thế này, một cây mướt mát không mấy chị, cây mướt mát nha. Nó là xinh đỏ cánh sắn như thế này, hoa rất là đẹp. Xinh Indo 77 khổng tước đỏ, cái cây đâu. Ủa nè mấy chị, cây xinh đỏ nha, mặt hoa của cây xinh đỏ này là rất là đẹp, cánh sắn cho mấy chị. Bluta hả để em coi còn em lên cho. Nè mấy chị, mặt xinh đỏ, mặt phơm bông của nó rất là đẹp, cánh sắn mình bông cho mấy chị. Nói chung là cái dòng xinh đỏ này là đáng để mấy chị sưu tầm nha, đáng để mấy chị sưu tầm. Cái tên của nó còn có cái tên là khổng tước đỏ đó mấy chị, nó còn được cái tên gọi là khổng tước đỏ đó. Cây là như thế này cho mấy chị, nó là hàng xách tay về nhưng mà cây nó rất là đẹp nha. Cái chậu của nó là nhìn là biết cũng là hàng nước ngoài đó mấy chị ạ. Hàng nước ngoài nhập về đấy. Cây này em để cho mấy chị xinh đỏ lẻ, không có đi lẻ nha, đi cặp giùm em. Một cặp là 160.000. Một cặp xinh đỏ là 160.000. Cái giống của nó rất là đắt. Nó cây lá lập cao cho mấy chị, cây cao nha. Nói chung là đủ tuổi để làm bông, đủ tuổi để làm bông cho mấy chị ấy. Đủ
Cây này là cây xin đỏ. Xin đỏ này là hàng hiếm cho mấy chị. Hàng này là khó kiếm nha. Mấy chị có thể kiếm được cây xin vàng, xin cam cũng có, nhưng mà cái xin đỏ này rất là hiếm nha mấy chị. Cái dòng xin đỏ này rất là hiếm. Cây là mướt mát cho mấy chị nè. Cái giống này á mấy chị nó rất là mắc. Rất là mắc. Ba cây này là 220.000. Đi là đi một cặp giùm em không đi lẻ nha. Nó là xin đỏ. Mà hoa của cây xin đỏ rất là đẹp. Giống nó đắt. Không, ở Việt Nam mình là không có cái giống này luôn đó mấy chị. Không có giống này luôn ấy. Cây này lẻ là một đi một cặp giùm em là 160.000. Một cặp là 160.000, còn đi ba cây là 220.000. Ba cây xin đỏ này là 220. Anh chị nào có chốt xin đỏ thì chốt giùm em. Cây mầm gốc đang lên cho mấy chị. Lá là phải mướt mát nha. Mầm gốc đang lên mấy chị. Giống này nhập từ Thái về, không có ở đây mấy chị ạ. Nó không có tại Việt Nam nha. Rất là đắt. Rất là đắt. Hàng sưu tầm. Mấy chị có thể kiếm được cái mặt bông của cây xin vàng, xin sắn lò xo, mấy chị có thể kiếm được mấy cây đó. Nhưng mà còn cái màu đỏ này rất là hiếm mấy chị ạ. Màu đỏ rất là hiếm nha. Anh chị nào có chốt xin đỏ thì chốt giùm em, xin đỏ thì chốt giùm em nha. Nó có cái tên gọi là khổng tước đỏ đó mấy chị. Nó có tên gọi là khổng tước đỏ đó. Ba cây này á là 220.000. Đi thì đi giùm em ba cây đi. Ba cây là không mướt mát cho mấy chị. Đáng để sưu tầm nha. Anh chị nào có chốt xin đỏ thì chốt giùm em. Xin đỏ ba cây là 220.000. Còn đi một cặp là 160.000. Đắt để hàng rồi. Đáng để cho mấy chị sưu tầm. Anh chị nào có chốt xin đỏ thì chốt giùm em nha. Nào mấy chị. Cây đẹp không? Mướt mát cho mấy chị nha. Xin đỏ cho mình. 160.000 một cặp. Ba cây là 220. Cây là đủ đến tuổi làm bông cho mấy chị. Cây rất là bền, hoa bông bông bền cho mấy chị nè. Chịu nắng tốt. Chịu nắng tốt nha. Chưa ai gọi chút lương hả chị Long Trần? Chị nhắn tin qua mát giùm em đi. Em thấy chị có để trạng thái bông hàng kìa. Nhắn tin qua mát giùm em đi. Bông bông của cây xin đỏ nha. Xin đỏ. Nắng xin đỏ cho mấy chị. Được gọi, được có cái tên nữa là khổng tước đỏ đó mấy chị. Được khổng tước đỏ đó. Hàng là đáng để sưu tầm. Một cây như thế này là xịn xịn cho mấy chị. Màu hoa là rất đẹp. Cánh sắn màu đỏ tươi luôn. Màu này là mấy chị mới thấy màu xin đỏ đấy. Xin đỏ là hàng đẹp. Một cây mướt mát cho mấy chị nha. Anh chị nào chốt xin đỏ thì chốt giùm em. Nè mấy chị, xinh đỏ. Xinh đỏ là mặt hoa của đây. Cánh sắn, chịu nắng tốt, xuyên hoa, rất là đẹp. Vòm bông là sống tích cái cánh luôn mấy chị ạ. Ba cây chuyển cần ok chị. Trời ơi, cây là đẹp đẹp đó. Chốt đi mấy chị. Ba cây là 220.000. Ba cây xinh đỏ. Cái hàng là đáng đi sưu tầm. Ba cây nắng xinh đỏ là chốt chuyển cần nha. Ba cây có 220.000. Chốt đi mấy chị. Đây này là nhập từ Thái Lan về, mấy chị nhập từ nước ngoài về chứ làm gì Việt Nam mình còn giống này mấy chị ạ. Việt Nam mình phải, chứ nếu mà nó có giống này là khỏi phải nói nữa rồi mấy chị. Cây này là có 220, ba cây có 220.000 à, mà cây cao nha. Cây cao đủ tuổi làm bông cho mấy chị nha. Đủ tuổi làm bông, cây rất là cao. Đẹp cho mấy chị. Dạ hồi đẹp vàng nụ nhiều hả? Nụ hả? Có hồi đẹp vàng có nha. Có nha chị Minh Lê. Nè mấy chị, cây nè mấy chị ơi. Nhìn đây. Thân hữu cây rất là cao. Khỏe cho mấy chị. Mấy chị nhìn cái chậu cũng biết là nhập rồi. Mấy chị nhập về rồi. Ba cây là 220. Lúc trước chị mua đó, mấy đứa gọi cây sai. Công nhận là do shop à. À chị ơi, có gì thì nhắn tin con mát chị em nha.
chị Loan, chồng à, có gì nhắn tin comment giùm em đi, tại vì em like thì em cũng không có biết cái đơn hàng của chị làm sao nên là em cũng không có giải quyết được. Nhắn tin comment thì mấy bạn kiểm tra đơn cho mình, rồi có gì à, nhắn tin nó lại cho mình nha chị. Anh chị nào mà nhắn tin comment mà chưa thấy bên em trả lời á, mấy chị cứ gọi vô số hotline giùm em nha, gọi vô số hotline đi bên em trả lời cho. Bên em bắt máy tỷ sao không, em nhắn nhiều quá mấy chị à, không có trả lời kịp, không có trả lời kịp mấy chị ơi. Nè rồi cây phát đúng tuổi rồi đó mấy chị, đủ tuổi đi làm bông cho mấy chị đấy, đủ tuổi lên rồi. Nhưng mà cây này là hắc ngọn, cây tơm mướt mát cho mấy chị nha. Cây này là nắng sinh đỏ, được gọi là khổng tước đỏ đó mấy chị. Nhưng mà nói chung là nó là cái ngày để cho mấy chị sưu tầm à, lâu lắm rồi, cả năm nay rồi em ơi hả. À hèn chi chị chắc lâu rồi chị cũng mới mua lại đúng không, nên là thấy trạng thái chưa có gỡ, cho nhắn tin comment giùm em đi, rồi bên em coi bên em có gì à. À, xong rồi bên em gỡ cái trạng thái của mình nha. Nè mấy chị, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Ba cây nắng xinh đỏ này là 220.000. Nắng xinh đỏ cho mấy chị, dòng nắng xinh đẹp lắm. Em có cho mấy chị được mấy cái dòng nắng xinh, nó giống như cái cây đồng đỏ của mình nè mấy chị. Cái cây của nó là cao như cây đồng đỏ của mình vậy đó. Bán cho mấy chị đâu, cây xinh đỏ này là lần đầu tiên có tại Việt Nam cho mấy chị, lần đầu tiên có tại Việt Nam, nó là hàng nhập mà nước ngoài về đó mấy chị, chứ giống tại Việt Nam mình làm gì còn, Việt Nam mình làm gì có giống này mấy chị ạ. Rất là đắt, nó rất là đắt nha, nhưng mà để giá ưu cho mấy chị, một cặp là 160.000, đi 3 cây là 220 nè. Ba cây nó xinh đỏ là mấy chị giống rất là đắt, mấy chị nên chốt đi, mình chốt rồi mình sưu tầm mấy chị ạ. Ok chị năm gái ba cây xinh đỏ nè, ok chị đẹp nha. Chốt với em đi mấy chị, em có được ít thôi. Cái dòng này hôm nay em về được có được ít là không có nhiều, được có vài cây à. Nè. Ba cây xinh đỏ này chốt chị năm gái nha, cây rất là đẹp, bộ rễ khỏe, mát cho mấy chị. Mấy chị không biết là hàng nhập từ nước ngoài về rồi mấy chị, nó là hàng xuất tay về đấy. Nên là cây là mướt mát cho mấy chị không hề bị gãy lá nha. Cây lá mướt mát luôn. Anh chị chốt xinh đỏ chốt. Tới hai đơn mà
cây cao khỏe cho mấy chị. Đây là cao khỏe nha, giống là được nhập từ Thái Lan về, hoa rất là đẹp. Nói chung là cái trồng nó xinh là hoa thơm mấy chị ạ.
cây cho chị Yến trồng em đúng không? Ba cây xinh đỏ, ba cây xinh vàng này là 250.000 nè mấy chị. Một cây nắng Thái, một cây nắng Thái, nắng Thái, nắng Nhật đúng không? Để em chúc như mình cây nắng Nhật nha. Nắng Nhật đi lễ là một đi lễ là 90.000. Còn cây xinh vàng á em đi lễ là 100.000 nha. Chốt cho chị thêm một cây cho bằng kem đi nè. Cảm ơn chị. Nó là thân thủ lá mít. Thân thủ lá mít nha. Hoa rất là đẹp. Hoa của cây xinh vàng rất là đẹp mấy chị à. Nói chung là mấy dòng nắng xinh này là không có lùm mấy chị à. Không có lùm nha. Nè, chốt cho chị một cây nha. Nói chung lá nó là không sao. Đây một cây này chốt cho chị Hỷ Sơn. Cảm ơn chị Hỷ Sơn nha. Nè mấy chị, mặt bông của nó là có 5 tông màu với nhau. Màu vàng, màu cam, màu nâu, màu tím và màu trắng. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em. Có xinh đỏ anh Nguyễn Thái. Xinh đỏ, cái dám xinh đỏ rất là đẹp. Ba cái nắng nhật nữa hả? Nắng nhật xinh hoa rồi đấy. Chị, chốt dư nha, được không? Ôi mà giờ hết cây luôn rồi mấy chị ơi. Nắng nhật xinh hoa em hết trơn rồi. Anh Hoàng Long Văn hả? Ba cái nắng cái ghi hả? Anh, cái đơn của anh không chừng nó đang gói đóng dưới. Thông cảm giùm em nha. Để coi, nhắn tin qua bên mét giùm em đi. Kêu mấy bạn kiểm tra đơn cho. Đơn nhiều quá. Tại vì bây giờ mấy chị, đơn một ngày nhiều lắm mấy chị ạ. À. Đơn một ngày 200-300 đơn. Nên là chưa có nhiều khi mấy chị mà nén nén lại xíu giùm em nha. Nén nén rồi bên em gửi đơn cho nha. Nè, cho con xinh đỏ nè. Cây xinh đỏ đẹp lắm. Xinh đỏ còn gọi cái tên của nó là cây... cây xinh đỏ còn gọi cái tên còn gọi là gì, khổng tước đỏ đó mấy chị. Cái tên còn gọi là khổng tước đỏ đó. Cây rất là đẹp nha, để em cho mấy chị coi phong hoa của cây này nè, đẹp lắm. Cây là xịn xịn nha. Anh Hoàng Long Văn nhắn tin qua mét giùm em nha anh ơi. Nè, mặt hoa của cây xinh đỏ. Xinh đỏ thì cái giống nó đắt, nhưng mà xinh vàng là còn đắt hơn mấy chị ạ. À. Nói chung là giống của mấy thằng nắng xinh này á là xinh vàng Indo, thì bên là Indo cho mấy chị, nhập từ nước ngoài về. Mấy cái hàng này là nhập từ nước ngoài về không hả mấy chị ạ? À? Chị Năm Gái, nắng nhật em hết trơn rồi mấy chị. Nắng nhật xinh hoa em hết trơn rồi. Bây giờ em còn xinh vàng với xinh đỏ thôi. Bây giờ muốn chốt dư cũng không chốt dư được nữa mấy chị. Cái cây nắng nhật đó hiện tại em hết hàng rồi mà và không về lại mấy chị ạ. À? Mấy cái hàng này nói chung là hết giống rồi mấy chị. Có thì gặp với chị hả? Ok, chị Yến trồng ba cây nắng nhật tự chọn mấy chị. Bây giờ nói chung là tự chọn nha, chứ hên xui chắc phần cái phần trăm mà có cây là chắc ít lắm mấy chị ơi. Ít lắm. Tại vì nắng nhật xuyên hoa thì nói chung là hàng hiếm mấy chị. Nói chung hàng là hàng ít. Hàng tiễn cho mấy chị. À, lấy cho mình ba cây nắng xinh đỏ. Xinh đỏ được gọi là khổng tước đỏ đó mấy chị. Xinh đỏ còn gọi là khổng tước đỏ đó. Khổng tước đỏ ba cây này em để cho mấy chị 220.000 là xinh đỏ nha. Còn đi một cặp là 160. Xinh vàng 3 cây là 250, một cặp là 180. Nếu mà đi lẻ cây xinh vàng 100.000 giùm em. Còn cây xinh đỏ này em không đi lẻ được nha mấy chị. Em còn được ít nè, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Nè. Ba cây xinh đỏ này. Này là nắng xinh đỏ nha mấy chị. Cái lá của nó lá dài, phong bông của nó cây rất là cao. Nó hũ cao khỏe. Mướt mát. Còn cây xinh vàng mấy chị, xinh vàng á, lá của nó là hơn hũ lá mít. Cây cũng cao nhưng mà lá là lá mít, lá tròn như thế này nè. Còn cây này là cây xinh đỏ nè, lá nó tơ hơn, đẹp không mấy chị? Xinh vàng, xinh đỏ. À, còn thì chốt hồi trưa rồi nè. Ok chị Năm Gái nha. Bây giờ xinh vàng xinh đỏ em còn, nhưng mà nắng nhật hoa thơm em hết trơn rồi mấy chị. Nắng nhật em hết trơn rồi. Yosela chia sẻ cho em nha khách. Yosela chia sẻ cho em nha. Nè, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Cái này là em cầm cho mấy chị là này là xinh vàng. Xinh vàng là 100.000 lẻ một cây. Một cặp là 180, đi 3 cây là 250. Còn này là xinh đỏ, được gọi là khổng tước đỏ. 3 cây này là 220.000, đi một cặp là 160.000. Anh chị nào có chốt xinh vàng xinh đỏ chốt giùm em. Mấy cái dòng nắng xinh này cho mấy chị, nó là hàng hiếm, hàng sưu tầm cho mấy chị. Nên là anh chị nào mà chưa có thì mình chốt đi. Còn anh chị nào mà có rồi thì mình mua thêm đi mấy chị ạ. À. Anh chị nào mà có rồi á, mình sưu tầm thêm đi. Mình về mình ra chậu, ba gốc ghép vô một chậu. Mấy chị có thể lấy chậu phi 20 á. Phi 20 thì nói chung là vừa luôn á mấy chị. Mình thêm giá thể vào,
rồi mình trồng mình chăm. Em nói thiệt mấy chị, nó ra bông là cực kỳ đẹp cho mấy chị. Mấy hàng này xinh đỏ, hàng xinh đỏ này là mặt hoa là đẹp để xinh tầm nè mấy chị. Mấy chị có thể có được nét xinh vàng, xinh sắn hoặc là xinh gì đó mấy chị có, nhưng mà riêng hàng xinh đỏ này mấy chị phải có, phải có cái hàng nắng xinh đỏ này phải sưu tầm nữa mấy chị ạ. Hàng xinh đỏ này bây giờ rất là hiếm hoi, hiếm hoi được cái nhà vườn nào mà được tầm được cây xinh đỏ bán cho mấy chị giá yêu thương nha. Anh chị nào chốt xinh đỏ thì chốt giùm em nha mấy chị. Xinh đỏ, xinh nắng, xinh vàng, xinh vàng đô hoa thơm, mỗi năm tông màu lại với nhau, phân thủ lắm mít, cây rất là đẹp. Còn cây này là cây xinh đỏ thổng tước đỏ cho mấy chị, đi lẻ một, đi một cặp là 160.000, ba cây 220. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em ba cây này, ba cây này là 220 nha. Cây là xịn xịn cho mấy chị đấy, cây là xịn xịn nha. Nè, đẹp không mấy chị, đẹp không? Chốt đi, xinh, nắng xinh nha, xinh sưu tầm cho mấy chị. Để em lên cái hồ điệp vàng cho chị nè, em lên cái hồ điệp vàng, lên cái hồ điệp vàng cho mình đi mấy chị. Để em lên cho mấy chị cái mấy cái hồ điệp nè, em có được cái hồ điệp vàng đồng xinh xịn nè, lên cho xem vàng nghệ chứ mấy chị ạ. Yêu hương nha. Được gọi là khổng tước đỏ, cây đang cầm có bán không hả? Là cây hoa hả? Cây hoa mà cây xinh vàng mặt hoa hả? Em không có bán cái mặt hoa mấy chị ơi, em không có bán cái mặt hoa nha. Nè nãy chị My hỏi em nè, chị My Lê, chị My Lê còn trong live không ta? Mà chị My Lê chị hỏi em cái hồ đẹp nè, hồ đẹp này là hồ đẹp vàng đồng mấy chị, có vàng nghệ. Kim vàng nghệ cũng là nó, mà màu vàng kim cũng là nó, phun to. Cây này là hụt tớp và bông đại cho mấy chị nha, hụt tớp và bông đại. Cây như thế này để cho mình 190.000, cây này là 190. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em có được ít, em không có nhiều. Hai cây xinh đỏ 160, một chậu 30. Ok chị Nguyễn Nguyễn Trang là hai cây xinh đỏ. Cây nhiều nụ hả? Nó chỉ như đây nụ thôi nè, chị đẹp. Nếu mà nhiều nụ đúng không? Ở chừng được 5 nụ rồi mấy chị ạ, được 5 cái nụ thôi nè. Nè, tại biết sao không mấy chị, cái hè này ấy, em về để em cắm chậu ấy, em về để em bán, em cắm chậu bán thôi chứ không có bán like. Nhưng mà tại vì mấy chị hỏi em lên cho mấy chị thì để giá yêu thương 190.000 cây vàng này. Cây này là vàng đồng, còn vàng nghệ cũng là vàng kim hay gì cũng là nó đó mấy chị, đẹp lắm. Cái phơm vàng đồng này mấy anh chị, nếu mà anh chị nào có chốt mà chưa có đơn á, đi lên đi giùm em một cặp đi, lấy một cặp giùm em đi, 190.000 nè mấy chị, 190 cái này nha. Hai cây xinh đỏ cho chị nè, hai cây xinh đỏ chị Nguyễn Trang với một cái chậu cây 30 nè. Chị Trang, chị ghép cái gì, chị ghép thử hai cái chậu này vô một cái chậu đi, rất là đẹp luôn á. Một cặp này 160.000, 160.000. Xinh đỏ là một cặp là 160, xinh vàng một cặp là 180. Anh chị nào có chốt cái này chốt giùm em nha. Cái này đẹp nè mấy chị. Vàng này là vàng này, kêu rất là vàng, kêu nó là vàng nghệ. Kêu nó là vàng nghệ hoặc là vàng kim cũng là nó đó mấy chị. Vàng nghệ hoặc vàng kim cũng là nó đó. Cây xịn xịn không? Xịn không? Hoặc bông là phơm bông là màu vàng đậm lửa lửa tươi cho mấy chị luôn. Cây như thế này để cho mình 190.000. Một cây thì cũng lắm được 4-5 phần, 4-5 cái nụ à, không có nhiều. Cái này là tại vì em về á, em nhập về là để cắm chậu mấy chị, nhập về để cắm chậu, nhưng mà để tại vì mấy chị hỏi nên là em lên cho mấy chị coi á. Đẹp không nè, cây cao lắm nha, cây này là cây cao hơn hũ đẹp nha mấy chị, hơn hũ đẹp, bộ lá là mút mét nha. Hồ đẹp thì chơi bạch bông mấy chị cũng biết rồi, hồ đẹp là chơi bạch bông tầm tháng 2 tháng cho mấy chị thì mấy chị cũng biết rồi, bạch bông lắm, cánh cứng nè mấy chị. Cái này là hàng này là bạch bông nha, hàng này bạch bông lắm nè, chơi đi mấy chị. Cây này rất là đẹp,
một bồi cho mấy anh chị thông vũ cây khỏe nước mát 190.000. Anh chị nào chốt cái này chốt giùm em Hoàng Nghệ. Em kêu nó là hồ điệp Hoàng Nghệ. Thằng này về nó thuộc bông đại rồi, nó thuộc top bông đại rồi mấy chị. Vàng này thì thuộc top bông đại rồi. Cây mini đâu, mình không gọi là mini đâu mấy chị ạ. Cây đẹp nha, tóc đại cho mấy chị. Bộ rễ khỏe nè mấy chị, bộ rễ rất là khỏe nha. Mát 190.000. Anh chị nào chốt cây này chốt giùm em. Hồi đẹp cho chị Ngọc Phan một cây nè. Ok chị Ngọc Phan một cây nha, em cảm ơn chị đẹp. Anh chị nào có chốt hồi đẹp chốt giùm em với. Hồi đẹp này rất là đẹp mấy chị ạ. Hồi đẹp này là vàng, vàng nghệ. Kêu nó là vàng nghệ. Chị Mila chị chốt tay đi chị đẹp. Kiếm cây cho, nói chung là một cây tầm từ 4 năm nụ rồi mấy chị ơi. Dạ không, đi một cây thì 180.000 190.000. Dạ đúng rồi cô Nguyễn Hùng. Vừa hoa vừa nụ nha. Lên cho mấy chị coi. À, hai cây thì giá không phải mấy chị ơi. Nha. Nói chung là 190.000 giùm em nha. Tiên cặp thì bóp 10.000 trên cây còn 180.000. Ok không? 190.000 nếu mà điên cặp một cây là 190.000, điên cặp thì là 360. Được không? Ok không? Ngọc Phan ok, lấy thêm cây nữa đi. Điên cặp 360.000. Bớt 10.000 cho mỗi cây cho mấy chị. Giá yêu thương nha, giá ưu đãi đó. Giá ưu đãi đó mấy chị ạ. À. Chốt đi. Số lượng có hạn đó. Nè. Anh chị nào chốt thì chốt. Ok. Ok chị Ngọc Phan thêm cây nữa nha. Điên cặp giùm em đi mấy chị. Có được biết không? Có được biết thôi. Nè, hồ điệp vàng này là vàng nghệ. Đi giùm em một cặp đi. Ok cho chị Nguyễn Hùng, cho ok cho cô Nguyễn Hùng hai cây nè. Ok cô Nguyễn Hùng hai cây nè, hai cây cho cô Nguyễn Hùng nè, hai cây đều đẹp luôn nè mấy chị ạ. À. Chốt đi mấy vậy, chốt cặp giùm em đi. Hai cây 360.000. Nè hai cây cho cô Nguyễn Hùng nè. Cây hồ điệp. Mấy chị hồ điệp này thì nên đi giùm em hai cây nha. Hai cây em đóng thùng nó mới dễ mấy chị. Còn đi một cây lẻ em không khó giữ lắm mấy chị ơi. Hồ điệp nó không đại rồi khó giữ lắm. Cây đẹp nha, xuất sắc cho mấy chị nè. Nè, nụ nè, con nụ nha. Cây đẹp nha, ok. Trời cây đẹp thông luôn đó chị Ngọc Phan. Đẹp thông luôn. Nè. Anh chị nào chốt hồi đẹp vàng chốt giùm em nha. Cặp đi, cặp đi 360.000. 180.000 cây. Để trong chín á. Cho mấy chị nữa là nói thiệt mấy chị bán này là bán on
mấy chị, giá ship gì tới mình cũng mua đắt đâu mấy chị. Hai cái hồ điệp này về tới mình là cũng phí ship 40.000 à. Phí ship bên em thấp nhất là 40.000. Bởi vì nó là hoa đang tươi vận chuyển thì đi xa cũng có rủi ro cho mấy chị, nên là gửi bên cái bưu cục này gửi vận chuyển nhanh về cho mình. Mình nhận thì phí ship 40.000 là không có đắt đâu mấy chị. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em một cặp này nha. Một cặp hồ điệp vàng này á là 360.000 một cặp. Anh chị nào có chốt hồ điệp vàng thì chốt giùm em. Nó là hồ điệp vàng, vàng nghệ hoặc là vàng kim cũng là nó đó mấy chị. Kêu vàng nghệ hoặc vàng kim. Cái bông này về, cái lô này về chỉ là để cất chậu thôi. Nhưng mà tại vì á em muốn lên like, em like cho mấy chị để cái màu vàng. Cho chị Nguyễn Nguyễn Trang một cây này 190.000. Ok chị đẹp nha. Chốt chị đẹp cây này, em cảm ơn chị. Yeah. Anh chị nào á có chốt hồ đẹp thì chốt giùm em nha. Hồ đẹp này là vàng, vàng nghệ hoặc là vàng kim cũng là nó. Rất là đẹp. Mấy chị mua đi. Mấy cái màu vàng này về là hiếm thôi cho mấy chị nè. Màu vàng này là hiếm thôi nè mấy chị. Phơ bông to cho mấy chị. Cây là cốc đại luôn. Chị My Lê một cây hồ đẹp vàng hả? Gặp đơ cây hồng đào hôm qua nha hả? Chị My Lê. Là sao chị nói với em là sao à? Chị vườn lan thiên kim chị không chơi hoa hả, chơi lá hả, hồi đẹp chơi lá hả? Chốt về em hết rồi, chốt em hết trơn rồi nè. Anh chị nào chốt hồi đẹp thì chốt giùm em nha. Đó là vàng chứ là vàng nghệ hay là vàng kim cũng là nó đó mấy chị. Để ngoài chị đọc rác cũng không chứng lên cây ghi chị xem hả? Ok, có được mấy cây cây ghi đó lại. Lấy cho mình mấy cây cây ghi. Cây ghi không đi lẻ nha, đi giùm em 3 cây hoặc là 4 cây nha. 3 cây là 200, 4 cây 240, không đi lẻ nha. Lấy mình 3 cây cây ghi để xíu mấy chị ạ. Không. Mấy chị lên cái này nè. Bây giờ hiện tại là hết rồi mấy chị ơi. Hết rồi, hết gốc rồi mấy chị ạ. Nè, lên cây này cho coi. Lấy cái chậu đâu rồi, cái chậu đi lẻ là 150 một cây. Anh
chị nào có chốt hồng đào chốt giùm em. Mini hồng đào mặt thao là màu hồng phấn, cái lửa màu đỏ tươi. Còn nụ nở cho mấy chị chơi, một cây em bán cho mấy chị 150, cặp 300 đi quá là rẻ cho mấy chị rồi. Nè, có chị nào chốt mini hồng đào chốt giùm em nha. Lẻ thì em để cho mấy anh chị làm đi lẻ là 160, đi lẻ là 160 chứ, 160.000 một cây lẻ, còn đi một cặp là 300, bớt được 10.000 trên mỗi cây nữa đó mấy chị à. Nè, ok, lấy cái cây kia cho con. Hồ điệp ba màu này là 180.000 một cây hàng xịn. Bây giờ để cho mấy chị 170.000 một cây hàng một vòi, này là 170.000 một cây nè. Anh chị nào chốt ba màu chốt giùm em. Một cặp này em để cho mấy chị là 320.000 luôn. Một cặp này là 320 luôn nè. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha, 320 cái cặp này. Còn mini hồng đào lẻ 160.000 cặp 300. Cái này là 170.000 một cây lẻ, em còn được mấy cây nè. Em hình như cái này em còn được 2 cặp. Ba màu này em còn được mấy cặp là mấy chị, em còn được 2-3 cặp à. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Đi thì đi một cặp giùm em. Hồ đẹp một cây em không gửi được nha mấy chị. Hồ đẹp một cây em bây giờ em không gửi một cây được. Mấy chị đang đi một cặp giùm em đi. Một cây em gửi tốn chi phí lắm mấy chị ơi. Nào là đóng thùng, nào là gói báo cho mấy chị một cây gửi về tới mình. Đi một cặp giùm em cho mấy chị. Một cặp ba màu, hồ đẹp ba màu, nó là tam sắc tiểu đó mấy chị, tam sắc tiểu á, ba màu, màu cam cho mấy chị, màu vàng cho mấy chị, màu cái lưỡi màu đỏ nè, đẹp không? Ba màu nha, hồ đẹp ba màu, cái giống này hầu như là không còn. Đợt Tết về được một lô cho mấy chị bán, xong đợt Tết tới nay mới về được, cái hôm nay mới về được cho mình thêm. Một cặp này là 320.000, hồ đẹp ba màu, hồ đẹp ba màu nha, anh chị nào chốt ba màu chốt giùm em. Ok, lên cây đi cho chị coi nè. Nè, nắng ca ghê đi. Mặt hoa da phấn, phơm bông rất đẹp cho mấy chị coi phơm hoa nè. Cho mấy chị coi phơm hoa nha. Nè, đẹp không mấy chị? Phơm hoa của cây nắng ca ghê, ca gợi. Mấy chị tranh thủ chốt đi. Mấy chị không chốt hôm nay. Yeah. Em đem về vườn em giữ mấy chị ạ. Xe tải lên đem về vườn dưỡng nha mấy chị. Mặt hoa da phấn, đem đu nắng cây ghi, mặt hoa đế sưu tập. Xịn xịn, xịn xịn nha mấy chị. Nè, cây ghi cho chị 3 con gì, 3 con 3 cây nha. Cây này nó làm
3 màu tâm sắc tiểu 170.000 đi một cặp 320, anh chị nào chốt thì chốt giùm em. 320. Đẹp không mấy chị? Đẹp không? Cái là xinh xinh nha. Cái xinh xinh cho mấy chị. Anh chị nào chốt rồi đẹp tâm sắc tiểu chốt giùm em 3 cây cây cho chị Nguyễn Vân. Ok, em cảm ơn chị nha. Em chốt cho mình rồi nha. Khách vô xem live chia sẻ cho em nha khách ơi. Vô xem live chia sẻ cho em nha. Nè. Nắng. Đây là màu điểm tam sắc tiểu cho mấy chị. 3 cây là 2 âm 1 cây lẻ là 170.000. Đi một cặp là 320. Còn mấy chị mua hồng đào đi. Hồng đào này xịn xịn nè, xịn không? Sale cho mấy chị nha. Hôm nay sale nè. Một cây này là 160.000. Em để cho mấy chị là 160.000 một cây, đi một cặp là 300.000. Một cặp 300 mấy chị ơi. Anh chị nào có chốt hồng đào chốt giùm em nha. Mini hồng đào cái mặt hoa màu hồng phấn cho mấy chị. Màu hồng phấn và cái lưỡi màu đỏ nha. Ba cây này đi một cặp đi. Mấy chị đi ba cây cũng được, ba cây về vô của cái chậu nè mấy chị. Cái chậu hình chậu sứ này nè. Về ghép ba cây vô một chậu. Mình về mình ghép, mình chỉ cần ghép nó vô cái chậu. Cứng thôi mấy chị à, không cần phải làm gì hết nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em. Một cặp hồng đào 300 đều là hàng nụ. Hello, chị cho mình nghe cho chị sẻ cho em nghe. Nè mấy chị ơi, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Đây là xịn xịn đó. Đây là xịn xịn nha. Ba cây vô một chậu. Cái mini hồng đào này á, mặt hoa màu hồng phấn, cái lưỡi màu đó tươi, phong hoa là cực kỳ đẹp. Đây giùm em đi, đây giùm em một cặp đi. Đây giùm em một cặp đi. Đẹp lắm á mấy chị à. Vô xem live chia sẻ cho em nha. Vô xem live chia sẻ cho em nha. Hôm nay em có đủ để chị chiều đi lên cho siêu xả cho. Ôi hàng đẹp không à mấy chị ơi. Anh chị nào có chốt này chốt giùm em nha. Ba cây hồng đào này là một cây là 160.000 đi một cặp 300. Còn mini còn này em còn được tam sắc tiểu, em còn được có mấy cây nữa mấy chị. Được 2 cặp nữa đó. Anh chị nào chốt tam sắc tiểu chốt giùm em với. Tam sắc tiểu cho mấy chị, phong bông mà cực kỳ đẹp. Cái giống này đợt Tết về cho mấy chị được một lô à. Một lô rồi bông được một đợt đó rồi qua luôn mấy chị ạ. À. Qua đợt có tới nay luôn á mới về thêm lại cái màu này cho mình nè. Tam sắc tiểu ít nhà vườn nó có cầm màu này bán cho mấy chị đúng không? Cái màu này rất là đẹp nè. 170.000 cây lẻ đi cặp 320. Đi cặp 320 nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em cặp 320.000 à. Xịn xịn mấy chị ơi. Xịn xịn nha. Tam sắc tiểu có màu đỏ, có mấy miếng hồng nữa để lên cho mấy chị xem. Ghét nói nha. Nè mấy chị, cô có hồi đẹp hồng đào hoa. Đúng rồi, lâu tàn lắm mấy chị. Nói chung là dòng hồi đẹp mấy chị cũng biết là cái ưu điểm của nó là lâu tàn cho mấy chị, bệnh bông đúng không? Bệnh bông và chơi là chơi chơi lâu dài đó mấy chị. Mua đi, mình mua về mình chơi mấy chị ạ. À. Mua về mình chơi. Cây này tam sắc tiểu cho mấy chị. Cặp là 320. Cặp 320 nha. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em. Còn được mấy cây ốc xanh nữa mấy chị. Còn được mấy cây ốc xanh nữa. Em có được mấy cái mảng này lên trong. Vô xem live stream chia sẻ cho em nha. Ok chị Phương. Anh kìa chị đẹp. Cây tim cầm nha. Em cảm ơn chị Phương nha. Nay đổi avatar nhìn không ra luôn tơi. Nay đổi avatar nhìn không ra luôn.
nè mấy chị, được mấy cái mảnh thiên hồng này vô xem livestream chia sẻ cho em nha, vô xem livestream chia sẻ cho em nha mấy chị. Cây này giờ em để cho mấy chị 170 ngàn nè, mảnh thiên hồng dòng mền bông nhất trong dòng hồ điệp. Cái đẹp lắm, cánh hoa xếp tầng lên nhau, hoa rất là đẹp, đi hoa thay chùm.
4 cây như thế này 230.000 lùm lùm cho mấy chị em bé hàng lá nha. Em bé hàng lá đây lùm lùm lẻ là 60.000, 4 cây 230, 3 cây 180. Anh chị nào chốt hoa hồng đỏ chốt giùm em nè, mấy chị chốt giùm em đi, chốt nốt giùm em đi, em còn được ít thôi. Dendro đột biến ra hoa hồng, Dendro đột biến ra hoa hồng nha, 3 cây là 180.000, lẻ là 60. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em, đẹp lắm luôn á mấy chị ạ, đẹp lắm luôn nha. Hoa hồng đỏ, hoa hồng mặt quỷ đỏ, Dendro đột biến ra hoa hồng, những hoa chùm chùm chùm, mặt hoa là xinh xinh. Chậu như thế này để 60.000 cây, mà ra chậu lớn mấy chị, ra chậu phi 21 á, 170.000 cây một gốc, rất là đẹp. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha mấy chị. Chậu này là chậu phi nhỏ nha, chậu này là chậu phi nhỏ. Em lên cho mấy chị coi lại mặt bông, ngược lên đỡ một cục nữa nè mấy chị. Dendro đột biến ra hoa hồng đây, hoa này mấy chị cánh xếp tầng lên nhau nha, đi hoa chùm 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 đây, hoa rất là đẹp nè mấy chị. Đi giùm em 3 cây đi, 3 cây là 180.000, 4 cây là 230.000 nè. Đẹp, đẹp lắm mấy chị ơi, xịn xịn nha. Ê, nói nghe, rửa xuống đá cho mấy chị đó, đá không nha, đừng bỏ gì đâu hết nha. Qua mua nè mấy chị, đẹp không? Hoa hồng mặt quỷ đỏ, 4 cây này 230. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha, vô xem like chia sẻ cho em đi mấy chị ơi. Giờ tới giờ chiều cơm nước chồng con rồi hả mấy chị ạ? Tới giờ chiều là cơm nước chồng con rồi đúng không? Vô xem live stream đi. Giờ mình nấu cơm mình mở live stream mình coi đi mấy chị ạ. Nè, cây này á em để cho mình làm 60.000 cây hoa hồng đỏ. Hoa nó mấy chị lá mướt mát không? Đẹp lắm luôn á mấy chị ạ. 60.000 cây nha. 3 cây. 3 cây này là 180, 4 cây 230.000. Chốt giùm em đi, chốt nốt giùm em đi mấy chị. Chốt nốt giùm em đi. Cho chị một chậu hoa hồng, chị Hà Trần nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Nè, lên thông tin địa chỉ giùm em luôn, 60.000 nhớ chốt thêm đơn giùm em nha. Nhớ là chốt đủ đơn giùm em, mấy chị chốt đơn, mấy chị ngồi xem live và mấy chị chốt. Một canh một buổi trời lên tới canh đẹp. Nè, chốt giùm em nha mấy chị à. Ba cây hoa hồng đỏ 180.000 nha, đi lẻ 60.000, đi lẻ là 60.000. Tôi thấy mày sách lên là tao hiểu rồi. Đây là không đúng mẹ. Quay không? Mình. Của mình không? Chắc của mình không? Người ta cho nó đó. Ai cho? Người ta cho. Vậy. Nè mấy chị, anh chị nào chốt? Tao biết. Của tao rồi, người ta cho. Nhưng mà chưa tao xin rồi. Xin ai? Xin gì? Mời nước của ai? Nè mấy chị, anh chị nào chốt hoa hồng chốt em nha. Đi kìa. Ở đâu rồi? Bỏ rồi, đi vô rồi. Kìa, đi vô đi. 46. Lấy thông tin giùm em nha. Nước của người ta. Tại chưa tao xin. Đem cho. Mấy chị có được mấy cây đỏ bằng cục nè. Mệt lắm mì ơi. 60. Em lên cho mấy chị cái cây đỏ bằng cục nè mấy chị ạ. Này lên được còn ít nè. Chốt thêm đơn giùm em nha chị Hà Trần ơi, bán số điện thoại luôn nha. Căng cái gì. Nè mấy chị em còn được ít cây đỏ măng cụt nè. À, hàng lá nha. Bây giờ để 60.000 cây đỏ măng cụt luôn nè. Nè mấy chị, à, hàng lá đỏ măng cụt 5 cánh đỏ viền vàng cho mình. Mặt hoa là xịn xịn nha. Mặt hoa rất là xịn nha mấy chị. Bền. Cái dòng này bền bông mà xuyên hoa.
để cho mình nó một cây lại là 60.000 một cây em bé hàng lá. Khi ra ngoài tâm nắng nó sẽ lên đánh đỏ như thế này cho mình nha mấy chị ạ. Lên tâm ra nắng nó sẽ lên đánh đỏ như thế này nha. 60 mấy chị ạ. Năm cánh đỏ viền vàng, hoa là hoa thơm nhẹ, tông bông là bền bông. Cánh tròn cho mấy chị. Bền bông nha em bé hàng lá mấy chị. Rồi 60.000. Hồi đẹp em lên rồi luôn á, Kim Lê chuyển lên hồi đẹp gì em lên cho coi nè. 4 cây. Em còn được 2 combo nè mấy chị, 4 cây này là 200.000. Anh chị nào chốt một chốt giùm em nha, đi lễ là 60.000, 4 cây này 200, em còn 30.000. Em còn được 2 combo nè, 2 combo đỏ măng cục nha. Đỏ măng cục cho mấy chị, cánh cứng, bền bông, hoa thơm nhẹ. 5 cánh đỏ viền vàng. Đây là xịn xịn nha. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em. 4 cây này là 200.000. Em còn được 2 combo. Cánh của nó là cánh tròn nha mấy chị. Lá là cánh tròn. Chuyện cánh tròn nha. 4 cây này 2 xị. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em. Còn được 2 combo à. Em còn được có 2 combo à. Đó mà cục. Chị Hà chị chốt giùm em combo được không? Chốt chị Hà 1 cây nè. Lẻ 60 cái chị đẹp. Hồi anh ta nhảy qua con giáp bao đá nha. Em mới xuống xúc mà không. Hồi anh ta nhảy qua giáp bao đá nha. Cây lùm xùm lùm nè mấy chị ơi. Cây lùm xùm lùm nha. 4 cây là 2 xị. Em còn được mấy cây nè anh chị nào chốt thì chốt cho em đi. Nè 4 cây này 200. Anh chị nào chốt đỏ măng cục chốt cho em nha mấy chị. Vô xem live chia sẻ cho em nha. Vô xem live chia sẻ em còn được ít. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em đi, chốt nốt giùm em đi. Mấy chị chốt đỏ măng cục đi, em còn được 2 combo nè. 4 cây 2 xị, 2 xị. Nếu cho mấy chị coi là mặt bông nha. Em còn được 2 combo hàng lá. Chung hàng lá mấy chị ạ. Mà cho coi lại mặt bông nha. Mặt bông của nó nè mấy chị ơi. 5 cánh đỏ viền vàng. Ở trong mát thì nó ra màu tông đỏ như vậy mấy chị. Nhưng mà khi ra nắng tông lên màu đỏ đậm, màu đỏ tươi luôn mấy chị ạ. Đỏ viền vàng, hoa thơm nhẹ, cánh cứng, bền bông nha. Bền bông, đỏ măng cục cho mấy chị. Một chậu là lùm xà lùm nè mấy chị ạ. Một chậu lùm xà lùm nha. À, lên em xuất hồi đi chỉ nè chị đẹp. Khách mới lên em không tin nha. Lên giùm em không tin số điện thoại nha. Đẹp không? Đỏ măng cục. Đỏ măng cục nha. Em còn hoa hồng đỏ, anh chị nào chốt thì chốt giùm em. Em còn được ít hả? Không có nhiều mấy chị ơi. Em còn được ít à. Cây chị Hà để xíu em lên cây mỗi thứ cây chị chốt nha. Nè em còn được mấy cây đỏ măng cục à. Cây lùm xì lùm hàng lá nha mấy chị. Hàng lá nha. Nói chung là để hàng lá 50.000 cây. Mà đi lễ là 60 nha. Vô combo 4 cây 200. Còn được ít nè, xe cho mấy chị nè. 4 cây đỏ măng cục 200.000. Nè lùm xì lùm nha. Mầm gốc đang lên mấy chị ạ. Dạ, mầm gốc đang lên nha. Cây rất là đẹp. Đẹp không? Cây này chậu cây 12 cho mấy chị.
biết nha, không nhiều nha. Năm cánh trắng cho hoa thơm nha. Hoa thơm cho mấy chị. Em bán cho mình thì nụ nở. Các con được biết nè. Em bán cho mấy chị để giá hương nha. Nhớ là do Simba chia sẻ cho em nha mấy chị. Đây em cho mấy chị coi mặt ba của năm cánh trắng hút dâm nha. Cây là xịn 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 xịn. Ok chị Hà Tròn, em cảm ơn chị có thông tin nha. Bông bông là hoa thơm mấy chị ơi. Còn ít à.
lại cho chị Hi một cây đỏ móng cụt 60. Em cảm ơn chị. Cây đẹp đẹp nha. Nè, chị nào chốt cây 5 cánh trắng chân chốt giùm em nha mấy chị. Trắng Úc Dân 70.000 cây, 3 cây 200, 4 cây 240. Em còn được ít nè. Anh chị nào chốt chút nó giùm em nha. Lẻ 70. Trắng Úc Dân mà hoa là thơm cho mấy chị. Cánh là cánh tròn nha. Nè đẹp bông. 4 cây này là 200 mấy ngày rồi hả? Hàng đi tầm từ 2 đến 4 ngày nha. Chị giờ nhắn tin con mét đi, bên em kiểm tra đơn hàng cho nha. Nè 4 cây này em, anh chị nào có chốt thì chốt cho em 4 cây này đi. 4 cây trắng Úc Dân hoa thơm cho mình. Hoa thơm nha. Trắng Úc Dân, màu là màu của Úc Dân. Màu trắng lưỡi tím hoa thơm cho mình. 4 cây này là 240.000. Em còn được ít là mình ghép vô cái chậu phi bơm mưa đó mấy chị, hồi nãy cái chậu mẫu cho mấy chị coi á, em cho lại cho coi lại cái chậu mẫu nè, cái chậu này của Lộc Lê ghép đẹp lắm mấy chị ơi, về mình ghép chậu giống vậy nè, thì mình chỉ về mình ghép xong rồi mình thêm gió thông vô, gió thông lớn nè, gió thông nè mấy chị, thường một bỏ thông đấy, nè, bốn cây rồi ghép vô chậu gì này đẹp không mấy chị, đi ra hoa là bông hoa là cực kỳ đẹp nha, hoa thơm lắm, hoa thơm nha, màu nó là màu trắng Úc Dân. Lẻ 70.000, 3 200 44. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. Đẹp lắm không mấy chị. Phơm bông của nó nè. Cái màu lưỡi của nó là màu tím nhà quen á. Vô mấy chị cũng thấy. Cái lưỡi của nó là màu tím nhà quen nha. 4 cây này là 240.000. 4 cây 240.000. Cái chậu này lồng lê ghép là 3 góc 4 góc ghép lại nè mấy chị. 4 góc ghép lại. Cây đẹp không? Cây đẹp lắm mấy chị ơi. Mua đi, trao bút chân nha. Em vừa được một vỏ à, một sọt à, ấy dạ, em vừa được có một sọt à, anh chị nhỉ? Lùm mấy chị, lùm xà lùm nha, đẹp không? Một vòi, hai vòi luôn nè mấy chị. Cây là siêu hoa, siêu vườn hoa, xịn xịn cho mấy chị nha, xịn xịn nha. 240, 4 cây, 4 cây anh chị nào chốt thì chốt giùm em. À, mấy chị muốn lên gì lên cho mấy chị coi nè. Mấy chị, lavender cái giống này là giống mới nè. Lavender mặt hoa màu mới nè mấy chị. 3 cây này 180.000, em còn được 3 cây nè. Hàng vừa nụ nha. 3 cây này lavender mặt hoa giống mới, phơm bông của nó nè mấy chị. Lavender nha. Lavender hồi cái hoa của nó là màu tím tím mấy chị thấy không? Màu tím tím mấy chị. Hôm nay là lavender này nó giống mới nè mấy chị. Cái lưỡi của nó ra màu màu này luôn nè. Dạ vườn em ở 25 quận Hữu Tiến. Shop em ở 25 quận Hữu Tiến, xã Hạnh Thông, Hồ Chí Minh. Ship tầm bên em con ký tính tiền. Ship dưới 4 ký khoảng tới chừng 40.000 mà mấy chị không có đắt đâu. Mấy chị mua đi. 3 cây này là 180.000, em còn được 3 cây nè. 3 cây lavender này giống mới nha. Cái lưỡi của nó nè mấy chị. Cái lưỡi của nó nè. Lavender chị trồng phun phun 3 cây nè. Đổi quá trời hoa luôn. Cảm ơn chị Phương nha. Chúc chị Phương 3 cây. Cảm ơn chị Phương. À, có được mấy cây burana nữa kìa. Chị, em lên cho mấy chị nha. Phơm bông nó là phơm bông đẹp lắm. Urana Sunshine mặt trời đỏ. Đi em còn được ít, em lên cho mấy chị nè. Cánh hoa của nó lần cúp ra phía sau nha mấy chị, mặt hoa là màu tím bầm bầm á. Phơm này là em để cho mấy chị hàng vừa nụ hoa luôn nha. Cây đẹp. Em còn được ít nè, để cho mấy chị 60.000 cây luôn. Anh chị nào chốt chốt này thì chốt giùm em nha. Urana Sunshine mặt trời đỏ hàng vừa nụ như thế này. Một lẻ là 60.000 em, 3 cây 180.
30, anh chị nào chốt mặt từ đỏ chốt giùm em nha, em còn được một sọt nè. 4 cây này 3 cây 180 ngàn, hàng vừa nụ hoa cho mình luôn nha, hàng vừa nụ hoa lẻ là 60 ngàn giùm em. 4 cây là 230, 3 cây 180, anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Nè, đá mướt mát cho mình nha, Urana Sunshine mặt trời đỏ, mặt hoa phân bông của nó là cực kỳ đẹp, cánh hoa lẫn cúc là phía sau, phân bông là màu tím mập, cái hộp màu xanh rồi. Cây đẹp lắm ấy, để 60.000 cây luôn nè mấy chị ạ. Cây lùm xì lùm nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giùm em nha. 4 cây mini da nhật này là 240 nghìn. Anh chị nào có
chốt thì chốt giùm em 240. Nói chị em còn được
em còn được gốc này nè, ba gốc này là 200 ngàn, anh chị là gốc gốc đó, em bán hàng gốc nha, không bán hàng bông nha. Nếu mà anh chị nào em gửi đi là em cắt bông á, em gửi đi là em cắt bông á. Nếu mà có muốn gửi bông thì em 20 ngàn. Em bán hàng sale rồi mấy chị ạ? Em bán hàng sale rồi nha, ba gốc 200, ba gốc này hai, ba gốc này là 200 ngàn. Được ít nè mấy chị, chốt gốc chốt giùm em nha, ba gốc 200, ba gốc 200, bốn gốc, ba gốc 200, bốn gốc là 240 ngàn, bốn gốc 240 ngàn, anh chị nào chốt gốc chốt em có được ít, em có được ít nào có nhiều nha. Muốn mua màu khác hả? À, em hết màu khác rồi, em có một màu vàng thôi. Mấy màu này về nè mấy chị, đẹp bông vẫn còn chơi được ấy, nhưng mà nó bị héo rồi nên em xe gốc cho mấy chị. Xe vậy là xe lỗ rồi mấy chị à, xe vậy xe lỗ rồi nha. Ba gốc 200, bốn gốc 240, mấy chị chốt giùm em bốn gốc đi, bốn gốc 240 ngàn à, có 240 ngàn à mấy chị. Ba gốc thì chị Phan Kim Sòn là ok, ba gốc vàng là chốt chị Phan Kim Sòn. Em nha, còn không gửi đi em cắt bông mấy chị ạ. À. Gửi đi em cắt bông nha. Bé hàng sale rồi mấy chị ơi. Anh chị nào vô xem thì vô chốt gốc 200. 3 gốc rồi được 200 ngàn. 4 gốc là 240 ngàn. Mà chốt giùm em 4 gốc đi, 4 gốc thì xem ra nó lợi hơn mấy chị. 4 gốc 240 ngàn, gốc vàng không à, em còn được ít à. Vàng á mấy chị, bốn gốc này 240 ngàn, anh chị nào chốt gốc chốt giùm em với, nhưng còn được ít à, gửi đi nếu mà muốn giữ bông thì nói giữ bông em giữ bông nha, còn không em cắt bông mấy chị ạ. À. Nè bốn gốc hồ điệp này là 240 ngàn nha, bốn gốc 240 ngàn còn được ít à, em còn được ít nha, anh chị nào chốt thì chốt giùm em. Vô đông đông giùm em đi. Nè, đẹp lắm. Hàng sale mấy chị muốn vô hàng sale không? Cây là xịt xịt nè mấy chị ơi. 4 gốc này 240 ngàn nha. Mấy chị anh chị, em còn được 4 gốc hồ điệp nè, anh chị nào chốt gốc hồ điệp chốt giùm em nha. 4 gốc. 4 gốc 240 ngàn. 4 gốc 240 ngàn, anh chị nào chốt gốc chốt em nha mấy chị. 4 gốc 240 ngàn nha. 240. Còn ít à? Mỗi khi mấy chị hỏi em hồ gốc hồ điệp còn không đó. Hôm nay có mấy chị có bạn có được cái này nè mấy chị.
rồi. Hồi mấy chị em có được mấy cái đồng tiền Buster nè. Em có được mấy cái đồng tiền Buster nè. Một cây nè mấy chị, lùm không? Lùm sờ lùm luôn nè. Mầm mầm gốc đang lên quá trời luôn. Cặp 140 nè, còn hai cây nè mấy chị. Lùm nè mấy chị ơi. Được hai cây nha. Hai cây đồng tiền Buster này cho mấy chị 140.000 hai cây, còn được hai cây nè. Nè mầm gốc đang lên nha, mầm gốc đang lên cho mình nha. Cặp này 140 anh chị nào chốt giùm em nha. Cặp 140. Em có được một cặp. Nè. Đẹp không mấy chị? Đồng tiền Buster, phong bông là cực kỳ đẹp. Nè. Được mấy được phong bông nó nằm nhé xíu xíu. Chị lấy 140 cho chị Giang Khánh nè. Chốt giùm em lên giùm em số hồi địa chỉ nhớ chốt đủ đơn giùm em nha chị đẹp. Giang Khánh này đây, cảm ơn. Đây này là cái kinh công tím ở đâu đúng không? Em có được hai cây lai cách trắng tím nè mấy chị. Ok chị Giang Khánh em cảm ơn. Nè em có được hai cây lai cách trắng không tím mấy chị. Trời ơi lai cách mà được cây lùm xà lùm gì là quý lắm nè mấy chị. Lai cách đâu có dòng nào mà nó xin, đâu có dòng nào mà nó lùm được đâu mấy chị. Lai cát là cái thân không nhiều nha, không nhiều thân nha, mà được cái dòng lai cát này nhiều thân cho mấy chị về được gọi là lùm xùm mình nè mấy chị. Cặp mình 140.000 luôn, chốt cho em chốt cặp luôn nha mấy chị. Rồi đang lên luôn nha, rồi đang lên nè, đúng rồi đang lên nha. Cặp này là 140, cặp đồng tiền ở cái cặp lai cát trắng hồng tím này là 140.000. Em có được hai cây thôi, anh chị nó có chốt thì chốt cho em hai cây này. Lai cát trắng hồng tím nha, dòng lai cát và kết được cây thân lùm là đẹp lắm mấy chị ạ. Đây, kiếm được cây thân lùm này là đẹp lắm nha. Cây này cầm này 140.000. Anh chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Cây này là 140 nha.
chốt chốt thì mèo nha mấy chị. 140 mấy chị ơi, cây là xịn xịn nha. 140.000, anh chị nào có chốt thì chốt giùm em cặp này. Lai cát trắng hồng tím, hai đẹp lắm. Nói chung là bông to bông to. Màu trắng hồng của nó là màu tím thôi. Đơn giản là như vậy đó mấy chị. Còn cây này em có được cái cây đồng tiền. Đồng tiền tím. Chị có được cây đồng tiền này đẹp không? Nó là đồng tiền thôi nha. Cây đồng tiền, đồng tiền là chuỗi hoa là rất là dài. Vườn hoa dài nha, cây rất là đẹp. Lá mướt mát và lá to nè mấy chị ạ. Thân thủ to khỏe mập nha, nó mập nè. Thân thủ to nha, cây này để anh chị nào chốt để cho mấy chị cây này. Mấy chục, anh chị nào chốt cái này chốt em 70.000 cái này nha. Mấy chục. Cái đồng tiền. Mấy chục nè, phong bông của nó nè mấy chị, phong bông của nó nè. Đồng tiền rất là đẹp, cây đồng tiền. Cây mọc uống nào uống nồng luôn 70.000. Anh chị nào chốt cái đồng tiền này chốt em nha. Phong bông dài. Chuỗi hoa là dài nụ to cho mấy chị được cây, một cây này cao. Cây này rất là cao luôn. 70 nha mấy chị. 70 cây em còn được cây nè, có được cây này nè. 70 khách ơi. Vô xem like chia sẻ cho em đi khách. Vô xem like chia sẻ cho em đi. Anh 70. 70 cái đồng tiền này nha, anh chị nào chốt cái này chốt giùm em nha. Cái đồng tiền này, cái mặt hoa đó nè mấy chị, cánh rất là đẹp luôn á. Cánh đẹp không? 70.000 cái này. Em có được cái chậu đồng tiền chi lớn nè. Cái này là đồng tiền vàng. Đồng tiền vàng đổi màu. Phong bông của cái đồng tiền vàng nè. Đồng tiền vàng đổi màu nha. Chậu này là chậu phi lớn cho mấy chị, chậu phi 21. Chậu này em để cho mình 170.000. Chậu này anh chị nào chốt cái chậu này chốt giùm em 170. Đồng tiền vàng đổi màu nha. Phong bông rất là đẹp. Khi mới nở cánh hoa của nó là khi mà bung hết cái hoa nó ra màu trắng. Em cho mấy chị coi cái phong bông của cái đồng tiền vàng đổi màu nè. Và đồng tiền vàng đổi màu là phong bông cực kỳ đẹp nha. Đi hoa làm chùm chùm cho mấy chị, phong hoa rất là đẹp. Đồng tiền vàng là em lên cho coi một bông nè. Đồng tiền vàng đổi màu kêu nó là đồng tiền trắng đổi màu là nó đó mấy chị. Livestream chia sẻ cho em đi mấy chị ơi. Live chiều rồi mấy chị cơm nước chồng con hết rồi đúng không? Nè. Nè mấy chị đi hoa đẹp không mấy chị? Phong bông của nó là cực kỳ đẹp luôn nha. Phong bông của cái đồng tiền rất là đẹp. Nói chung là đồng tiền thì hoa là không thơm, nhưng mà được cái là đồng tiền thì nhiều vòi, siêu vòi cho mấy chị. Siêu vòi luôn đấy. Đây, một cây mà phân nhánh mà một cây mà ra quá trời vòi luôn nè mấy chị. 1 2 3 4 5 6 6 cái vòi hoa thì một cây đi 6 cái vòi hoa cho mấy chị nha. 6 vòi hoa mà vòi hoa siêu dài, cây rất là đẹp. Đồng tiền vàng đổi màu. Đồng tiền vàng đổi màu hay còn gọi là đồng tiền trắng đổi màu cũng là nó mấy chị ạ. À. Khi mới nở ra thì mặt hoa nó là màu vàng vàng xanh xanh. Mà bung hết cái hoa nó ra màu trắng mấy chị. Nè. Một chậu mấy chị. Một chậu đó khách. Cái mà này là một chậu đó khách. Chậu này á, hai góc ghép lại ra một chậu là hai góc ghép lại mà đi hoa như thế này, đi hoa mà đi vòi như thế này nha. Một chậu em có được một chậu đồng tiền vàng đổi màu thôi. Đây, trời ơi xuất sắc còn gì bằng. Cây như thế này là xịn xịn nha. Nói chung là còn được ít nè. 170.000 cây. 170.000 cây này, anh chị nào có chốt cái này chốt giùm em nha. 170 với cái này là chậu phi lớn, chậu size 21. Phi 21 nha. Phơm bông là cực kỳ đẹp. Phơm bông nó là đồng tiền vàng đổi màu, hôm kia nó là vàng đổi màu đó mấy chị. Em còn được ít nè. Em được có mấy chậu à. Đi đọc lên.
nè, đẹp đẹp, 170 nghìn. Chậu này 170, anh chị nào chốt chốt cho em. Chậu này lùm xà lùm P21, chậu lùm xà lùm nha. Chậu rất là xịn, 4 vòi, 3 vòi cho mình luôn nè, 4 vòi luôn nè mấy chị ơi. Nè 4 vòi nha, một cái vòi ở đây, một cái vòi này, hai cái vòi bên đây nha, 4 vòi. Chậu này 4 vòi đến 170 nghìn, anh chị nào chốt có đồng tiền thì chốt giùm em nha. Đồng tiền đắt. Cái cây vàng chi đỏ nè mấy chị. Hello, chào chị Suka bánh bao. Vô xem là Kim chia sẻ với em đi mấy chị. Em có được cái cây vàng chi đỏ nè. Một cái lò này, cái vòi nó bị ngỏng nha, bị lỗi nha mấy chị. Cái vòi này nó bị lỗi là 1, 2, 3, 4 vòi. 4 vòi nha mấy chị. Cây vàng chi đỏ này là 4 vòi hoa nha. 4 vòi hoa, cây này 160 ngàn. Đây em cho mấy chị coi mặt bông của cây vàng chi đỏ nè. Vàng chi đỏ mặt hoa là đẹp lắm nha. Cái cánh hoa của nó là đẹp tê tựa trong xịt ra nha mấy chị, từ trong họng xịt ra. Vàng chi đỏ nha mấy chị. Ui giật cài á. Vô xem livestream chia sẻ cho em đi mấy chị ơi. Vô xem livestream chia sẻ cho em đi. Nè, em lên cho mấy chị cái này nha. Vàng chi đỏ 160 ngàn một cây. Anh chị nào chốt vàng chi đỏ thì chốt giùm em nha. Này chắc em offline vô lại mấy chị à. Offline vô lại, vô sale hàng sale cho mấy chị nha. Nha. Nè. Mấy chị bây giờ em offline vô lại, em lên hàng sale cho mấy chị nha. Nha. Vô lại sao giúp em nha. Offline vô lại, lên hàng sale nè mấy chị à. Sale cho mấy chị nha. Offline. Bye bye, vô lại sao giùm em nha. Vô liền nha, không có ra nha.